Hồi 201, tìm địch nhân theo dõi hành tung. Bản lãnh sử độc của Hà Dịch Thủ tuyệt thế vô song hiện nay. Từ ngày mụ quy thuận phái Hoa Sơn chưa từng dùng độc, nay đột nhiên thấy người muốn bỏ thuốc vào lưu nước. Mụ không khỏi ngứa nghề, muốn thử kỹ thuật của mình xem thiên hạ còn ai chịu nổi không. Giả tỷ không có thuốc của Hà Dịch Thủ mà nội lực quy tân thụ lại cao thâm hơn cả sư phụ của mụ là viên thừa chí thì thứ mông hãn dược tầm thường lấy ở trong tay bọn ngự tiền thị vệ chẳng làm gì được lão. Hán tử bệnh hoạn tên gọi quy trung mang bệnh từ ngày còn là cái bào thai trong bụng mẹ, đáng lý chẳng thể nào nuôi lớn được bằng bấy nhiêu. Sau hắn uống thứ linh dược cực kỳ chân quý mới giữ được sinh mạng cho tới ngày nay. Có điều thân thể và não chất của hắn bị tổn thương, nên thủy trung chẳng thể nào tráng kiện như người thường. Vợ chồng quy tân thụ chỉ có mỗi đứa con độc nhất nên quý trọng hắn hơn cả tánh mạng mình quy trung mắc bệnh hoạn từ tuổi nhỏ không khỏi được cưng chiều quá độ kém bề lễ giáo tuy hắn rèn luyện võ công cao cường nhưng người đã đứng tuổi mà tâm trí tính tình chẳng khác đứa trẻ nít mới lên 7 lên tám khi hà dịch thủ bỏ thuốc độc vào lưu nước mụ không hiểu địch nhân là ai sau khi phát giác ra đối phương là gia đình quy sư bá mụ không khỏi hồi hộp trong lòng nhưng sự việc xảy ra đã lỡ mất rồi đành phải lảng tránh. Mụ nghe vi tiểu bảo ăn nói rất vừa lòng nên đem giả dạ yêu thương tự nhủ, ở trên hải đảo làm gì có những đứa nhỏ linh lợi thế này. Vi tiểu bảo nghe mụ nói có chịu chặt tay mới được nhận làm đồ đệ, bất ngờ giơ bàn tay lên ngó. Gã đã sợ đau đớn, lại không nỡ vứt bỏ bàn tay, đâm ra lộ vẻ ngần ngừ. Hà dịch thủ cười nói, người bất tất phải bái ta làm sư phụ nữa ta cũng không đủ thì giờ truyền võ công cho ngươi. Ta có một môn ám khí làm trò chơi rất hay, tặng cho ngươi để khỏi uổng công đã dập đầu và hô lên hô xuống câu, sư phụ tỷ tỷ. Vì tiểu bảo đáp thưa, sư phụ tỷ tỷ, đồ đệ có dập đầu hay xưng hô thế nào thì cũng chẳng uổng công mặc dù sư phụ tỷ tỷ không truyền thụ võ công, hay không cho vật gì. Đứng trước một vị mỹ mạo cô nương, vãn bối có xưng hô bao nhiêu câu, sư phụ tỷ tỉ, tỉ, trong lòng cũng đủ khoan khoái và thỏa mãn lắm rồi. Hà dịch thủ cười khanh khách nói, khỉ con ơi, miệng người liến thoáng quá, người nói bà hoa không ngớt với bà bà mà bà bà vẫn để tai nghe. Mụ là dòng miêu tộc, nên đối với lễ phép quy củ của người Hán chẳng để tâm. Mụ được vi tiểu bảo ca ngợi sắc đẹp, chẳng những không lấy làm phật ý, mà còn khoan khoái trong lòng. Hà dịch thủ cười nói tiếp tiểu hầu nhi, Người lại hô nữa đi cho ta nghe, vì tiểu bảo vừa cười vừa hô, tỉ tỉ, hảo tỉ tỉ, hà dịch thủ cười nói, trời ơi, người nói mỗi lúc một thêm láo tuét, đột nhiên mụ vươn tay trái ra nắm lấy sau gáy vì tiểu bảo sách đưa sang mé tả. Bỗng nghe mấy tiếng vèo vèo, ba cây đèn nến trên bàn đều tắt phụt, trên vách ván phía đối diện bật lên những tiếng đồng đột như trời đổ mưa rào. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa vui mừng hỏi, đây là thứ am khí gì vậy? Hà dịch thủ cười đáp ngươi thử lại ngó xem, ngủ buông tay cho vi tiểu bảo rớt xuống đất. Gã cầm cây đèn nến ở mé tả kỳ trà hãy còn cháy lại gần vách coi thì thấy mấy chục mũi cương châm lấp loáng và đều cắm sâu vào vách ván. Trong lòng khâm phục vô cùng gã cất tiếng hỏi, tỷ tỷ, tỷ tỷ không cử động mà sao lại phát xạ được nhiều cương châm đến thế? Loại ám khí này thần diệu như vậy thì trong thiên hạ còn ai tránh kịp? Hà diệu thủ cười đáp ngày trước ta dùng thứ ám khí, hàm xa xạ ảnh, này bắn sư phụ mà lão nhân gia vẫn tránh được, không bị trúng mũi nào. Có điều ngoài sư phụ ta, e rằng ít kẻ tránh nổi. Vì tiểu bảo nói, lệnh sư đã bảo tỷ tỷ bắn thử thì chắc lão nhân gia phòng bị từ trước. Giả tỷ 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 phát xả một cách đột ngột thì võ công lão nhân gia có cao cường đến đâu e rằng cũng không tránh kịp thứ ám khí vô ảnh vô tông này. Hà dịch thủ đáp lúc ấy ta đối đầu cùng sư phụ đang chiến đấu ác liệt. Lão nhân gia không bảo ta bắn thử, nên hoàn toàn không biết trước. Vì tiểu bảo nói, thế thì đúng rồi, đang đánh nhau, dĩ nhiên lệnh sư phải để hết tinh thần vào cử động của tỷ tỷ nên mới tránh thoát. Tỷ tỷ ơi, nếu lúc đó tỷ tỷ trỏ ra mé bên quay đầu lại hô, ô hay. Ai đã đến kia, thì lệnh sư nhất định phải ngó theo. Khi ấy tỷ tỷ phát xạ đột ngột, là lão nhân gia bị chúng ám khí. Hà dịch thủ thở dài nói, có khi ngươi nói cũng đúng, mũi cương châm này đã tôi chất kịch độc, nếu sư phụ ta chúng tất là phải chết, khi ấy ta không muốn hạ sát lão nhân gia, vì tiểu bảo hỏi, trong lòng tỷ tỷ vẫn thương yêu lệnh sư phải không? Hà dịch thủ nghe vi tiểu bảo hỏi câu này, nét mặt ửng hồng, hừ một tiếng rồi gạt đi, không có chuyện đó, người đừng ăn nói hồ đồ, sư nương ta mà nghe thấy sẽ cắt lưỡi ngươi đó vì tiểu bảo không ngờ nhân vật mà hà dịch thủ ngấm ngầm yêu dấu ngày trước lại là gái giả trai và là sư nương của mụ. Những chuyện hồi thiếu niên lại nổi lên trong đầu óc mụ. Tuy sự việc đã cách đây mấy chục năm, mụ còn cảm thấy mày mặt nóng bừng. Mụ lấy hai cái bao ngón tay bằng da hưu bọc ngón tay cái và ngón tay trỏ lại để nhổ những mũi cương châm trong vách da. Tiếp theo mụ thò tay vào trong áo cởi chiếc đai sắt có đeo một cái hộp thép. Nắp hộp khoan rất nhiều lỗ nhỏ vì tiểu bảo chợt tỉnh ngộ, vỗ tay reo, tỉ tỉ, môn ám khí này thật xảo diệu hết chỗ nói, té ra tỉ tỉ giấu nó ở trong áo, chỉ cần bấm cơ quan trên đai sắt là những mũi cương châm từ trong hộp thép bắn đi. Gã nghĩ tới mụ đã hứa lời tặng cho gã một món ám khí, chắc là món này, bất giác lòng mừng hớn hở. Hà dịch thủ mỉm cười đáp bất cứ môn ám khí lợi hại nào, lúc phát xả cũng trông vào thủ lực chuẩn đích, mà võ công ngươi lại tầm thường quá ngoại trừ món, hàm xa xạ ảnh, này, ngươi chẳng dùng được thứ nào khác. Ngụ vừa nói vừa cắm những mũi cương châm vào trong hộp rồi bảo gã vén trường bào lên, buộc tấm đai sắt vào mình cho gã, xoay cái hộp sắt ra đúng trước ngực. Ngụ lại dạy gã cách chuyển động cơ quan, rồi dặn gã phương pháp chế tạo độc châm, tôi thuốc, cùng cách làm thuốc dài. Vì tiểu bảo toan hỏi thêm thì mụ đã nói tiếp, những mũi cương châm trong hộp có thể phát xạ được 10 lần khi dùng hết lại cắm vào. Sư phụ ta dặn đi dặn lại không được sử dụng bừa bãi môn ám khí này để ra hại người vô tội. Môn ám khí này rất bá đạo, dù không tôi thuốc độc nó cũng đủ làm cho chết người tức khắc. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, quyết không nên dùng đến. Vì tiểu bảo mừng quá, không biết nói thế nào để cảm ơn, liền quỳ xuống bái tạ. Hà dịch thủ bảo gã, người đỡ ba vị ngồi dậy cho tử tế. Vì tiểu bảo vâng lời trước hết gã đỡ vợ chồng quy tân thụ ngồi trên ghế rồi lại đỡ quy chung bỗng gã thấy sau lưng hắn gồ lên một vật tròn ủng như trái bồng gã liền vạch áo trường bào của hắn ra coi thì thấy một cái túi da vì tiểu bảo động tính hiếu kỳ mở túi ra ngó vào đột nhiên gã bật tiếng la thất thanh trời ơi đầu lâu người chết nó nó trợn mắt lên ngó tiểu tử khiếp quá Hà dịch thủ cũng lấy làm kỳ đác, không hiểu quy sư đệ hạ sát nhân vật quan trọng nào mà lại đeo thủ cấp họ khư khư ở sau lưng. Người thử lấy ra coi xem, vì tiểu bảo cất tiếng run run nói, người chết ơi, người chết ơi, tại hạ lấy các hạ ra ngoài, các hạ đừng cắn tại hạ nhé. Gã từ từ thò tay vào túi, nắm búi tóc lôi ra đặt lên bàn. Dưới ánh đèn nến, gã trông rõ cặp mắt tròn xoe, dâu tóc đứng dựng, sợ quá thét lên một tiếng lùi lại ba bước, miệng lắp bắp chính là, chính là ngô đại ca. Hà dịch thủ cũng hơi kinh hãi, hỏi lại người nhận biết y ư, vì tiểu bảo đáp y, y, là một vị huynh đệ trong hội của bọn tiểu tư. Y là, ngô lục kỳ đại ca, quần hùng thiên địa hội nghe vi tiểu bảo kêu la ẩm ý, tới tấp chạy vào sảnh đường. Mọi người vừa ngó thấy thủ cấp ngô lục kỳ đặt trên bàn đều cực kỳ kinh hãi và phẫn nộ khôn tả. Ai nấy tay sở trôi đao nhìn chằm chặp vào mặt hà dịch thủ, vì tưởng mụ đã hạ sát ngô lục kỳ. Kế đó song nhi cũng chạy ra, vì tiểu bảo dắt tay thị, trỏ vào cái đầu lâu nói, song, song nhi, đây là nghĩa huynh ngô đại ca của cô đó, y, y bị tên ác tặc này giết chết, gã nói rồi nhảy sổ đến trước mặt quy trung, hùng hổ đá luôn mấy cước vào mình hắn. Gã vừa đá vừa bảo bọn từ thiên xuyên, thủ cấp của ngô đại ca đeo ở sau lưng tên ác tặc này quần hùng nhìn kỹ lại thủ cấp thì thấy vết máu đã khô nơi cổ toàn những vôi bột hiển nhiên kẻ sát nhân đã dùng dược vật cùng vôi bột để giữ cho thủ cấp khỏi hư nát song nhi ôm lấy thủ cấp ngô lục kỳ cả tiếng khóc giống lên từ thiên xuyên nói chúng ta lấy nước lạnh dội và mình tên ác tặc cho hắn hồi tỉnh lại để hỏi rõ đầu đuôi rồi hãy hạ sát đặng trả thù cho mô đại ca quần hùng đều khen phải hà dịch thủ lên tiếng người này là sư đệ ta các người không được đụng đến một sợi lông của y mụ nói rồi đưa bàn tay sắt ra khẽ quạt cây đèn nến trên bàn cho lập lòe rồi lướt mình đi vào nội viện huyền trinh đạo nhân tức giận nói dù hắn là sư phụ của mụ thì chúng ta cũng băm nát ra như tương đột nhiên phong tế trung la lên một tiếng ô hay y cầm một khúc đèn cầy còn dài chừng bảy tám phân bằng hai ngón tay trái giơ cao lên trên cây đèn ngọn nến còn dài đến bảy tám tấc nhưng đã bị cắt đứt thành sáu bảy đoạn, mỗi đoạn dài chừng một tấc vẫn trồng lên nhau như liền một khối rất chỉnh tề, chứ không rớt xuống. Nguyên một môn võ công này của Hà Dịch Thủ cũng đủ khiến cho mọi người phải kinh hãi. Quần hùng thiên địa hội chẳng ai là không biến sắc. Huyền Trinh rút cây yêu đao đánh soạt một cái, nói ta hãy giết thằng cha này để trả thù cho ngô đại ca. Dù ta có bị mụ kia đâm chết cũng cam lòng. Từ thiên xuyên cản lại nói, hãy khoan, trước hết cần hỏi cho biết rõ đầu đuôi rồi đem cả ba người cùng hạ sát một lúc. Vì tiểu bảo đã phải lắm, vị bà bà tỷ tỷ kia chỉ sợ sư bá của mụ. Nếu đem vợ chồng sư bá mụ giết đi là hết chuyện. Rồi gã bảo song nhi, song nhi, cô hãy vào hậu viện lấy một thùng nước lạnh đem ra đây. Nhưng đừng lấy nước trong lô có chất độc ở cạnh nhà bếp. Song Nhi vào hậu viện lấy một thùng nước lạnh đem ra từ thiên xuyên đón lấy rót từ từ lên đầu quy trung bỗng nghe hắn hắt hơi mấy cái rồi từ từ mở mắt ra. Hắn cử động thân thể liền phát giác chân tay bị cột, sau lưng bị điểm huyệt. Hắn nổi giận hỏi, ai, kẻ nào giỡn cợt ta thế này? Huyền Trinh khoa đao lên khẽ đập vào mặt hắn rồi cất tiếng thoá mạ, ông tổ 18 đời nhà mi giỡn cợt với mi đó. Đạo nhân lại trò vào tù cấp ngô lục kỳ hỏi, có phải ngươi hạ sát người này không? Quy Trung đáp, chính ta giết y, rồi hắn là gọi dối giết, má má ra 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 má ở đâu hắn quay lại ngó thấy song thân điều bị trói gô bất giác sợ quá khóc quả lên suốt đời hắn ở với song thân mọi việc đều được như ý chưa từng bị khuất nhục bao giờ dĩ nhiên chưa trải qua tình cảnh này hắn ngửa cái mặt đưa ma lên ấp úng hỏi các ngươi làm gì thế các ngươi đánh không nổi ta sao còn cột ta lại ra ra và má má ta sao cũng bị cột từ thiên xuyên xoay tay tát vào mặt hắn đánh một cái, quát hỏi, có phải người này bị ngươi hạ sát không? Nói thật mau đi, chỉ nửa câu giả trá là ta đâm lòi trong mắt ngươi đó. Lão dứt lời chỉ mũi đao vào mắt bên phải hắn, Quy Trung chẳng còn hồn vía nào nữa, vừa ho sổ sụ vừa đáp, "Để ta, ta nói, ngươi đừng đâm đuôi mắt ta, ta đôi mắt thì không nhìn thấy, nhìn thấy, ngươi cũng đừng khoét trong mắt ta." Hắn lại nổi cơn ho sổ sụ, quần hùng chú ý nhìn Quy Trung thấy hắn thở hồng hộc nói tiếp, Bình Tây Vương bảo Hoàng đế thát đát tệ hại lắm. Hắn chiếm đoạt, Giang Sơn nhà đại minh của chúng ta. Vương gia yêu cầu, ta giết Hoàng đế thát đát, quần hùng ngơ ngác nhìn nhau nghĩ bụng, hắn nói vậy là phải, chỉ có vi tiểu bảo không chịu, liền quát mắng, tổ bà nó, thằng cha mô tam quế thì đã ra cái con mẹ gì. Quy Trung nói, Bình Tây Vương là bá phụ của ngươi, lão nhân gia, đã chẳng ra gì thì ngươi, cũng là đồ tồi, đồ bỏ. Vì tiểu bảo đá Quy Trung một cái, miệng không ngớt thoá mà, ngươi đừng nói nhăng nói càn, Ngô Tam Quế là một tên đại hán gian, sao ngươi lại bảo hắn là bá phụ của lão gia? Hắn là bá phụ ngươi mới đúng, Quy Trung la lên, lúc nãy chính ngươi nói thế, trời ơi, ngươi nói rồi lại chối cãi, ta không chịu, ta không chịu, Từ Thiên Xuyên thấy hắn lằng nhằng chẳng ra đầu đuôi gì, liền hỏi, Ngô Tam Quế bảo ngươi đi giết hoàng đế thát đát? nhưng sao ngươi lại hạ sát ngươi này lão vừa hỏi vừa trò vào tù cấp của ngô lục kỳ quy trung đáp lão này là đề đốc tỉnh quảng đông bình tây vương bảo lão là đại hán gian cố ý giữ vững hoàng đế thát đát bình tây vương sắp khởi binh đánh quảng đông nên phải giết hắn trước bình tây vương đã cho ta biết bao nhiêu thuốc bổ trị bệnh ho lại tặng cả da bạch hổ là vật trí bảo hắn thở lên thở xuống nói ấp a à, ấp úng thật khó nhọc, rồi lại nổi cơn ho phải ngừng lại, quy chung hết cơn ho rồi nói tiếp, má má ta cũng bảo, ai là đại hán gian cũng phải giết hết. Tên đề đốc này bản lãnh rất cao cường, ta, ta cùng má má hai người hợp lực mới đánh được lão. Các người mau buông ta ra, buông tha cả ra gia, gia và má má ta nữa. Bọn ta còn phải lên Bắc Kinh giết chết Hoàng đế Thát Đát. Đây là một trường công lao to lớn phi thường. Vì tiểu bảo lại quát mắng, muốn giết hoàng đế cũng không đến thứ ngươi là con quỷ bệnh hoạn. Rồi gã bảo quần hùng, các vị ca ca, các vị giết chết ba người này đi, còn bà bà tỷ tỷ để mặc tiểu đệ đến đối phó. Bỗng nghe ngoài trang mấy chục người lớn tiếng la, con quỷ bệnh hoạn kia, ra đây cho mau để chúng ta băm vằm đặng trả thù cho Ngô đại ca. Thanh âm rất hùng tráng từ phía trước phía sau cho đến bốn mặt trên nóc nhà đều vang rồi. Hiển nhiên trang viện đã bị bao vây quần hùng thiên địa hội nghe người mới đến quát tháo đòi hán tử bị ngoạn ra để họ băm vằm đặng báo thù cho mô lục kỳ thì dường như là người đồng hội với mình bất giác trong bụng mừng thầm tiền lão bản hô lớn minh phục thanh phản mẫu địa phụ thiên các vị bằng hữu ngoài ấy ở đâu tới nguyên khẩu hiệu cửa thiên địa hôi gồm tám chữ thiên phụ địa mẫu phản thanh phục minh nhưng trường hợp gặp người chưa biết rõ lai lịch thì trước hết là đọc ngược tám chữ đó lên nếu đúng là anh em bản hội tất nhận ra ngay, bằng đối phương là người ngoài quyết không hiểu được, cách hô khẩu hiệu này để giữ cho khỏi tiết lộ cơ quan. Tiền lão bản vừa hô dứt lời thì bảy tám người ngoài trang và trên nóc nhà liền hô câu, địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú, quần hùng trong sảnh đường đáp lại, môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu, tiếp theo trên nóc nhà có tiếng người hỏi, huynh đệ ở đường nào tới đây? tiền lão bản đáp anh em thanh mộc đường minh tiếp các vị ca ca các vị ở đường nào vậy đột nhiên một người từ ngoài chạy vào hỏi tiểu bảo ngươi cũng ở đây ư người này thân thể cao mà gầy thái độ khoan thai chính là trần cận nam tổng đà chúa trong thiên địa hội vì tiểu bảo mừng quính, chạy lại lại phục xuống đất miệng hô sư phụ sư phụ trần cận nam nói các anh em đều bình yên chỉ đáng tiếc ông chợt ngó thấy thủ cấp ngô lục kỳ đặt trên bàn bất giác nỗi đau thương hòa lẫn với sự căm phẫn từ trong lòng nổi lên bừng bừng liền chạy lại chống hai tay xuống bàn hai hàng châu lệ đầm đìa từ cửa sảnh đường lục tục tiến vào một lũ trong đó có mã siêu hưng hương chủ gia hậu đường ở quảng tây cổ trí trung hương chủ xích hòa đường ở quý châu quần hùng vừa nhìn thấy quy trung liền tới tấp rút đao khỏi vỏ Ngoài ra còn hơn hai chục anh em dưới chướng Hồng Thuận Đường, tỉnh Quảng Đông, ai nấy đều căm hận đến cực điểm. Quy Trung thấy lũ người mới đến hùng hổ hồ như hung thần ác sát, hắn sợ quá chỉ ho được hai tiếng rồi ngất xỉu. Trần Cận Nam quay lại hỏi, tiểu bảo, các người làm thế nào mà bắt được ba tên ác tặc này? Vì tiểu bảo liền thuật lại những chuyện đã trải qua, dĩ nhiên gã giấu nhẹm vụ bọn từ thiên xuyên bị Quy Trung đùa cợt, và vụ gã mạo xưng ngô Chí vinh vì những vụ đó chẳng tốt đẹp gì. Gã thuật chuyện xong nói tiếp ba tên ác tặc này võ công cực kỳ lợi hại, bọn đệ tử không ai địch nổi, Mày nhờ một vị bà bà tỷ tỷ tiếp tay mới bắt được chúng. Nhưng bà bà tỷ tỷ kia lại bảo lão già này là sư bá của ngủ, không thuận để bọn đệ tử giết lão đặng dừa hận cho mô đại ca. Trần Cận Nam trao mày hỏi, sao lại bà bà tỷ tỷ, vì tiểu bảo đác tuổi mụ đáng bà bà, nhưng rong mạo non chật chỉ vào hàng tỷ tỷ nên đệ tử kêu mụ bằng bà bà ti ti trần cận nam hỏi hiện giờ mụ ở đâu vì tiểu bảo đáp mụ ẩn trong hậu viện không muốn chạm mặt sư bá gã hỏi tiếp sư phụ cổ đại ca mã đại ca sao các vị cũng đến cả đây trần cận nam đáp tên ác tặc này sát hại ngô đại ca bọn ta liền cấp tốc thông tin đi bốn mặt tám phương rượt theo tông tích chúng bây giờ vi tiểu bảo và anh em thanh mộc đường mới tương hội với quần hào bọn mới đến có cả anh em các đường tại những tỉnh sơn đông hà nam hồ bắc an huy phần lớn vẫn canh gác khắp chỗ ở ngoài trang bọn cổ trí trung mã siêu hương đồng thanh khen ngợi vì huyên đệ lại một phen lập được đại công cho bàn hội linh hồn ngô đại ca có khôn thiêng cũng cảm tạ đại đức vì tiểu bảo đác ngô đại ca hết lòng với tiểu đệ nay tiểu đệ có trả thù được cho y cũng chỉ là việc phận sự từ thiên xuyên hỏi khải bẩm tổng đà chúa tên ác tặc này vừa nói là bọn chúng muốn lên bắc kinh hành thích hoàng đế thắt đát lại nhắc tới chuyện phản thanh phục minh không hiểu nội tình ra sao vì tiểu bảo nói ngay chẳng có nội tình chi hết hắn sợ bọn ta giết chết mà phải nói quanh cứ coi tấm áo bảo bằng da bạch hồ của ngô tam quế tặng cho đủ biết hắn là bạn hữu cho mã với họ ngô chứ không phải hạng tử tế chúng ta chặt đầu hắn để báo thù cho ngô đại ca là xong Bây giờ gã thấy sư phụ và anh em thiên địa hôi tụ tập đông đảo ở đây, thân thế rất lớn, nên không sợ bà bà tỷ tỷ can thiệp nữa. Trần Cận Nam nói, hãy làm cho ba người tỉnh lại để chúng ta hỏi rõ sự tình đã. Song Nhi sách thùng nước lạnh vào tưới lên người vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Trung. Quy Nhị Nương vừa hồi tỉnh liền lớn tiếng thóa mạ, các ngươi hạ độc, đánh thuốc mê, thật là hành vi hèn hạ vô sĩ trên trốn giang hồ. Quy Tân Thụ không nói nửa lời. Trần Cận Nam hỏi, coi thân thù các vị không phải hạng tầm thường. Các vị tên họ là gì? Sao lại thù oán ngô lục kỳ đại ca của chúng ta và hạ độc thủ sát hại y? Hồi 202, quả xứng danh hào kiệt đương thời. Quy nhị nương tức giận đáp các ngươi dở những trò dùng muội hương, hạ thuốc mê để ám toán người ta thì chỉ là quân tiểu tặc vô liêm sỉ, không đáng hỏi tên lão nương. Cổ trí trung giơ đao lên hăm dọa, không ngờ quy nhị nương tính khí cương cường, chẳng sợ hãi gì, càng thoá mà tàn tệ hơn. Vì tiểu bảo nói, sư phụ, bọn chúng họ quỷ quy là con rùa đen, bọn chúng ba người thì hai rùa già một rùa non, đệ tử hãy giết con rùa nhỏ rồi sẽ tính. Gã ruột đao trùy thủ trí vào cổ họng quy trung, quy nhị nương thấy vi tiểu bảo muốn hạ sát con trai, trong lòng rất đỗi hoang mang, la ầm lên, thằng tiểu quỷ kia. Mi có giỏi lại đây hạ sát lão nương chớ đừng đụng đến một sợi lông của con ta. Vì tiểu bảo cười đáp ta chỉ thích giết rùa con chứ không muốn giết rùa già. Gã vừa nói vừa khẽ đâm mũi đao một chút, thanh trùy thủ này chặt sắt như cắt bùn. Gã chỉ khẽ đâm một chút mà mũi đao sắc bén đã xuyên thủng làn da, máy tươi chảy ra lênh láng. Vì tiểu bảo lại bắt chước tiếng quy trung la lên, má má ơi, hắn, hắn giết chết hải nhi rồi. Quy nhị nương rất đỗi bồn chồn lớn tiếng quát đừng đừng giết con ta. Vì tiểu bảo đáp bây giờ sư phụ ta hỏi câu nào mụ phải trả lời câu ấy. Có thế thì ta mới hoãn việc hạ sát thằng con bảo bối bệnh hoạn của mụ trong vòng nửa giờ. Quỳ nhị nương nghe vi tiểu bảo nói tạm thời chưa giết con mụ ngay, mới yên tâm được một phần. Vì tiểu bảo lại giả vờ ho sù sụ và học tiếng quỳ trùng thúc giục má má ơi, hải nhi, hải nhi nổi cơn ho muốn chết, lại bị mũi đao nhọn đâm vào cổ họng. Không chừng toàn thân Hải Nhi còn bị băm nát ra như tương. Gã nói tới đây lại nổi cơn ho. Hết cơn ho, nói tiếp má má nói lẻ đi thôi. Không thì chúng giết chết Hải Nhi bây giờ. Gã bắt trước rất giống thanh âm quy trung khiến quy nhị nương nghe thấy toàn thân ớn da gà. Mụ la lên, đừng, đừng bắt trước tiếng nói của con ta. Vì tiểu bảo vẫn học giọng quy trung nói tiếp má má, má nói đi. Hải Nhi lại đau bụng nữa, sắp bể bụng lòi ruột ra bây giờ quy nhị nương không nhẫn nại được, đành đáp được rồi, trượng phu của ta là thần quyền vô địch quy nhị hiệp ở phái Hoa Sơn. Khi lão oai danh lừng lẫy trung nguyên, các ngươi còn là những tên tiểu mau tặc chưa được truyền kiếp đầu thai. Trần Cận Nam nghe nói hai nhân vật này là vợ chồng thần quyền vô địch quy tân thủ, tiếng tâm lừng lẫy đã lâu ngày thì không khỏi sinh lòng kính trọng ông lại nghĩ tới bản lãnh ngô lục kỳ cao thâm là thế mà những anh em hồng thuận đường được mục kích lúc y bị hại thuật lại thì chỉ có một mụ già và một hán từ bệnh hoạn ra tay cũng đánh ngã được mười mấy cao thủ của hồng thuận đường, rồi đánh ba quyền là ngô lục kỳ mất mạng ngay, bị địch nhân cắt lấy thủ cấp. Ông biết không phải đối phương mạo danh mà chính là nhân vật khét tiếng mấy chục năm về trước. Có điều ông chưa hiểu quy tân thụ lâu nay không xuất hiện trên chốn giang hồ mà sao bỗng nhiên lại gây nên vụ thảm họa này ông đoán nội vụ tất có duyên cớ trọng đại liền nhìn quy tân thụ kính cẩn chấp tay thi lễ nói té ra đây là vợ chồng thần quyền vô địch quy nhị hiệp ở phái hoa sơn tiểu nhân là trần cận nam thất lễ mất rồi ông vươn tay quét một cái cắt đứt dây cột quy tân thụ rồi nắn bóp sau lưng lão để giải khai huyệt đạo tiếp theo ông quay lại rút đứt dây trói quy nhị nương và quy trung vi tiểu bảo rất đổi hoang mang la lên sư phụ ba người này lợi hại vô cùng không thể buông tha họ được. Trần Cận Nam tùm tìm cười đáp quy nhị nương trách mắng chúng ta hạ thuốc mê là hành động của bọn đê mạt trên trốn giang hồ thì dù thiên địa hội chúng ta không hạ thuốc mê cũng coi như đã hạ rồi. Quy nhị hiệp nội công thâm hậu khôn lường thì thứ mông hãn dược tầm thường làm sao khiến lão nhân ra hôn mê được. Vì tiểu bảo đáp phải lắm, phải lắm, bọn thiên địa hội chúng ta không hạ thuốc mê. Gã lầm bẩm bà bà tỷ tỷ đã đột thuốc độc để hạ bọn này thì không thể bảo là của ta được. Quy tân thụ đập tay trái vào lưng bà vợ và cậu con để giải khai huyệt đảo cho hai người. Thủ pháp của lão còn mau lẹ hơn Trần Cận Nam nhiều. Lão gật đầu nói quả không phải thứ mông hãn dược tầm thường mà là thuốc độc cực kỳ lợi hại. Lão vươn tay nắn huyệt mạch cho Quy Trung, chỉ sợ con mình đã bị tổn thương. Quy nhị nương ngưng thần nhìn trượng phu hỏi thế nào? Quy Tân Thụ đáp hiện giờ chưa việc gì. Lão nghĩ lại trước khi ngất xỉu đã đối trường với một người. Công lực người đó rất kém cỏi, nhưng phép luyện công hiển nhiên là đường lối của phái Hoa Sơn. Lão lại nhớ tới thân pháp chạy nhảy trong đám loạn thạch của Song Nhi cũng đúng là khinh công phái Hoa Sơn. Liền dương mắt nhìn ra thì thấy cô ở trong đám đông. Song Nhi thấy mắt lão lấp loáng ánh tinh quang không khỏi bờ vía, chùn lại đứng phía sau vi tiểu bảo. Quy Tân thủ hỏi, còn Tiểu Nha đầu kia người lại đây, phải chăng người ở phái Hoa Sơn? Song Nhi đáp, tiểu nữ không chịu đông, lão đã giết tệ nghĩa huynh là Ngô Đại Ca, vậy tiểu nữ phải báo thù cho y tiểu nữ, chẳng phải là người ở phái Hoa Sơn nào hết. Nguyên Hà dịch thủ ngày trước đến trang gia có truyền dạy võ công cho bọn Tam Thiếu nhưng và Song Nhi, nhưng không chính thức thu làm đồ đệ mà mẫu. cũng không cho họ biết mình ở môn phái nào. Vì thế ba chữ, phái hoa sơn, bữa nay song nhi mới nghe thấy là lần đầu. Quy tân thủ không chấp với cô bé nhỏ tuổi. Đột nhiên lão đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, dõng dạc cất tiếng hô, bọn đồ tử đồ tôn của phùng nan địch đâu. Các người ra cả đây. Lão hô câu này không lớn tiếng mà chân khí cũng làm rung chuyển cho bụi cát trên nóc nhà rớt xuống lạ tà. Lão nghĩ tới sư huynh sư đệ đồng môn có ba người thì bọn đồ đệ của viên thừa chí đều ở hải ngoại, đại sư huynh là Hoàng chân qua đời đã lâu. Môn hô, phái Hoa Sơn do đại đệ tử của Hoàng chân là Phùng Nan Địch nắm giữ. Trong trang đã có đệ tử phái Hoa Sơn thì tất nhiên chúng thuộc về hệ thống của Phùng Nan Địch. Ngửa đầu lão hô hoán hồi lâu, trong nội đường vẫn yên lặng như tờ, không một tiếng động. Trần Cận Nam lại lên tiếng xin trình để quy tiền bối hay, năm trước anh hùng trong thiên hạ đã mở cuộc đại hội ở Phù Hà Gian. Anh em uống máu ăn thề, quyết trí đồng tâm hiệp lực trừ diệt tên đại hán gian ngô tam quế. Chính lệnh sư điệt là phùng nan địch tiền bối chủ tọa cuộc sát quy đại hội này. Thế mà sao quy tiền bối lại đi bắt tay ngô tam quế, sát hại nghĩa sĩ ngô lục kỳ của tệ hội. Tiền bối làm như vậy há chẳng đau đớn cho mình mà sung sướng cho kẻ thù. Lời nói của ông tuy rất lịch sử, nhưng giọng nói sắc bén đầy vẻ trách móc. Quy nhị nương đưa mắt lườm Trần Cận Nam đáp ta từng nghe nói, ai chưa biết Trần Cận Nam đã tự sung là anh hùng cũng uổng mà thôi. Khi các hạ chưa ra đời, vợ chồng ta đã tung hoành thiên hạ. Câu này có lẽ phải chờ các hạ ra đời rồi bọn ta mới xứng đáng là người anh hùng. Ha ha, thật buồn cười đến nẻ ruột. Trần Cận Nam nói, bản lãnh của tại hạ không bỏ làm trò cười cho hiền phu phụ quy nhị hiệp. Sở dĩ bản hữu giang hồ đem lòng nề vì tại hạ chẳng qua là do tại hạ hành động phân minh hắc bạch chứ không đến nỗi làm chuyện hồ đồ sái quấy tỉ như kết thân với giặc mà thôi quy nhị nương tức giận hỏi phải chăng ngươi mặt sát bọn ta hành động hồ đồ kết giao với địch trần cận nam đáp tại hạ không dám quy nhị nương hỏi ngô lục kỳ làm nanh vuốt cho địch lại là một vị quan lớn của bọn thắt đát hà hiếp trăm họ người hán chúng tạ thế mà các ngươi gọi hắn một điều ngô đại ca hai điều ngô đại ca há chẳng là hành động hồ đồ, kết giao với giặc. Mã siêu hưng lớn tiếng, ngô đại ca người ở Tào mà lòng ở Hán, y làm hồng kỳ hương chủ hồng thuận đường trong thiên địa hội, một tay nắm giữ binh quyền. Khi nào có cơ hội là lập tức giấy quân tấn công bọn thát đát. Thưa các vị huynh đệ ở hồng thuận đường, tiểu đệ nói vậy có đúng không? Hơn hai chục tên ở hồng thuận đường đồng thanh đáp đúng thế, mã siêu hưng hô, các vị hãy phanh ngực ra để hai vị đại anh hùng coi xem hơn 20 người tay cầm vạt áo phanh ra để lộ tám chữ thích vào trước ngực, thiên địa phụ mẫu, phản thanh phục minh. Nét chữ sâu vào da thịt, quy trung từ nãy tới giờ ngồi yên lặng, bỗng hắn ngó thấy trước ngực hơn hai chục người thích tám chữ, hắn không nhịn được, vỗ tay reo, thú quá, thú quá, quần hùng thiên địa hôi đều dương cặp mắt tức giận lên chừng chừng nhìn hắn. Trần Cận Nam ngó quy tân thụ hỏi mắc lệnh lang cho là thú quá, hiền phu phụ tính sao? quy tân thủ trong lòng bứt rứt, không bút nào tả xiết. Lão lắc đầu nhìn quy nhị nương nói, giết lầm người mất rồi. Quy nhị nương cũng nói, chúng ta mắc mưu tên gian tặc ngô tam quế. Ngủ vươn tay rốt lấy thanh đơn đao cài ở sau lưng mã siêu hưng để đâm vào cổ mình. Trần cận nam la hoảng, đừng, ông vươn tay mặt ra chụp lấy cổ tay trái ngủ. Quy nhị nương phóng trưởng tay mặt đánh tới. Trần cận nam vung tay trái lên đỡ. Trường lực đụng nhau, cả hai người cùng lảo đảo một cái trần cận nam dùng hai ngón tay trái cặp lấy sống đao quy nhị nương lại phóng tay mặt đánh vào trước mặt đối phương nếu trần cận nam lảng tránh thì không đoạt được thanh đao vừa rồi ông sơ mụ tự tử phải đối trường với mụ ông biết mụ tuổi già nội lực không hùng hậu bằng mình nhưng mụ ra tay nhanh như điện mà công phu quyền trường rất cao minh nếu ông lùi lại một bước mà tay không thì khó lòng đoạt được thanh đao ở trong tay mụ ông đành đưa ngực ra chịu đựng phát trường của đôi phương đánh chúng đến, binh, một tiếng. Quỳ nhị nương vừa ngần người ra một chút, hai ngón tay trái trần cận nam liền nhân cơ hội này rút lẹ về, đoạt được thanh đao trong tay mù. Bây giờ trần cận nam mới lùi lại, quẹ, một cái, miệng nhổ ra búng máu tươi. Giả tỷ giữa lúc quy nhị nương vung đao tự vẫn mà quy tân thụ ra tay có thể cản trở mụ một cách dễ dàng. Nhưng lão buồn vì chuyện giết lầm ngô lục kỳ, trong lòng rất lấy làm hổ thẹn không còn mặt mũi nào nhìn thấy anh hùng thiên ha. Nữa, trinh lão cũng nảy ra ý niệm tự tử để tạ tội, nên lão không cản chờ bà vợ. Bây giờ lão thấy Trần Cận Nam mạo hiểm đưa mình ra hứng lấy đòn đánh mới đoạt được thanh đao ở trong tay mụ, lão càng thêm phần hổ thẹn và cảm động. Có điều lão mồm miệng vụng về, chỉ nói được một câu, Trần Cận Nam quả xứng danh hào kiệt đương thời, tiếng đồn thật là không ngoa. Trần Cận Nam phải đứng vịn vào bàn để điều hòa hơi thở một lúc mới nói, đã không biết là không có tội, kẻ đầu tội gây nên vụ sát hại ngô đại ca là ngô. Ngô Tam, ông nói tới đây lại thủ máu tươi, nên biết Quy Nhị Nương tuy đã tuổi già, nhưng công lực so với ngày trước cũng còn đến quá phân nửa. Trần Cận Nam vì muốn đoạt cho bằng được khi giới của mụ mà phải dáng vận công hứng chịu đòn đánh. Phát trường của mụ thực rất trầm trọng, Quy Nhị Nương đổi giọng nói, Trần Tổng Đà Chúa nếu lão thân lại nhất định tự tử thì không khỏi có phu. Tấm thịnh tình của Tổng Đà Chúa, nhưng vợ chồng lão thân quyết đi giết Hoàng đế Thát Đát rồi giết cả tên gian tặc Ngô Tam Quế. Dứt lời, mụ quỷ mọp xuống đất hướng về phía thủ cấp Ngô Lục Kỳ lại ba lại. Trần Cận Nam nói Ngô Lục Kỳ đại ca hành động cực kỳ bí mật, y đành để số đông anh hùng trên trốn giang hồ thoá mạ là kẻ bất trung cho khỏi tiết lộ cơ mưu. Hiền phu phu chuyến này ra tay không ngoài mục đích trừ diệt hán gian. Chỉ đáng tiếc, chỉ đáng tiếc, ông nói tới đây không nhịn được lại tuôn đôi dòng lệ. Vợ chồng Quy Tân Thủ cũng một quan niệm như ông, đã quyết định đi hành thích vua Khang Hy và hạ sát mô Tam Quế xong rồi sẽ tự tử để tả tội với Ngô Lục Kỳ. Xong lúc này hai lão không muốn nói nhiều liền chắp tay nhìn Trần Cận Nam cáo từ Trần Tổng Đà Chúa, bây giờ hãy xin tạm biệt. Trần Cận Nam nói, xin nhị vị hãy dừng bước để tại hạ có lời trình bày vợ chồng lão quy tay dắt tay con muốn đi ngay, nghe Trần Cận Nam nói vậy liền dừng bước quay đầu lại. Trần Cận Nam nói tiếc Ngô Tam Quế đã dây quân từ Vân Nam, thiên hạ đại loạn đến nơi rồi. Đây chính là cơ hội rất tốt để khôi phục lại giang sơn của người Hán chúng ta hiện còn rất đông anh hùng thiên hạ bữa nay đều tụ hội ở Kinh Sư để thương nghị kế hoạch. Chúng ta đã trí đồng đạo hợp, vậy hai vị tiền bối cùng lên Bắc Kinh hội họp với bọn tại hạ nên chăng? Quy tân thủ trong lòng rất hồ thẹn không muốn ngó thấy ai liền lắc đầu rồi toan tiếp tục cất bước vì tiểu bảo nghe hai người nói đi hành thích hoàng đế trong lòng không khỏi lo ngại vì bản lĩnh hai nhân vật này cực kỳ cao thâm và tiểu hoàng đế chưa kịp phòng bị rất là nguy hiểm gã liền la lên đây là một vụ trọng đại nhất thiên hạ mà lệnh lăng thần chí hồ đồ hành động vô ý thức nếu lần này lại hỏng việc thì dù cả ba vị có tự sát cũng không khỏi số xu khí vạn niên gã thường nghe người ta nói đến thành ngữ, di xú vạn niên, nhưng trong lúc thẳng thốt gã nói chật thành, xú khí vạn niên. Tuy gã nói chật thành ngữ, nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ cũng hiểu ý tứ. Quy Tân Thụ tự biết mình võ công cao cường, nhưng không hiểu rõ công việc, chả thế mà lão đã nghe lời ngô tam quế, gây nên lỗi lầm trọng đại. Lão không khỏi hồi hộp nghĩ thầm việc hành thích hoàng đế quả là một việc rất lớn, quan hệ đến vận khí của quốc gia không thận trọng thì hỏng mất. Vì tiểu bảo lại nói, hiện nay hoàng đế này còn nhỏ tuổi chưa hiểu việc đời được mấy. Nếu hai vị giết y đi để một tên thát đắt lớn tuổi và lợi hại lên làm hoàng đế thì giang sơn của người Hán chúng ta khó lòng đoạt lại được. Đại sự sẽ hư hại về tay các vị. Quy tân thụ lầm nhầm gật đầu liền trở lại. Trần Cận Nam nói, thưa nhị vị tiền bối, thằng nhỏ này còn non nớt quá, ăn nói chẳng ra bề bậc nào hết, xin hai vị miễn trách ông chấp tay xin lỗi rồi nói tiếp những nỗi lo âu của gã chẳng phải hoàn toàn vô lý vậy chúng ta cần thương nghị kế hoạch hoàn hảo đối với công cuộc trọng đại này chúng ta hãy vận chủ mưu lược rồi hãy hành động nên chăng quy tân thụ bụng bảo giả một phen lỗi lầm đã là quá không thể để lỡ đến lần thứ hai ta chẳng nên nhân mối phẫn nộ nhất thời hành động lỗ mãng mà thành thiên cổ tội nhân lão liền đáp được rồi bọn lão phu kính cần vâng lời chỉ dẫn của Tổng Đà Chúa. Trần Cận Nam nói, tại hạ không dám, sáng mai chúng ta cùng đến Bắc Kinh, đêm nay đến chỗ trọ của thằng nhỏ này hội họp. Hai vị tính sao, quy tân thụ lầm nhầm gật đầu. Trần Cận Nam hỏi Vi Tiểu Bảo, ngươi đã có chỗ trọ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp, đệ tử vẫn ở trong hẻm đồng mạo tại mé Đông Thành. Trần Cận Nam nói, thưa hai vị tiền bối. Tối nay bọn tài hạ tụ hội ở tử tức phủ trong ngõ đồng mạo mé đông thành Bắc Kinh, cùng nhau thương nghị đại sự. Vì tiểu bảo nói, thưa sư phụ, xin sư phụ đừng bực mình, trồ của đệ tử hiện nay là phủ bá tước. Trần Cận Nam nói, cha cha, ngươi lại tham quan nữa rồi. Quỳ nhị nương trợn mắt lên nhìn vi tiểu bảo hỏi, ngươi là điệt tử của ngô tam quế cũng là người ở tào mà lòng ở hán muốn vì đại nghĩa mà trừ diệt thân nhân chăng? Vì tiểu bảo cười đáp tiểu tử chẳng phải là điệt tử của ngô tam quế mà là cháu trời ơi đất hỡi của lão. Trần Cận Nam quắc mắt ra chiều tức giận quát mắng trước mặt những bậc tiền bối, người không được ăn nói giỡn cợt vô lễ như vậy. Mau dập đầu tạ tội đi, vì tiểu bảo giả một tiếng lom khom cúi quỷ xuống nhưng còn dành dàng để kéo dài thời gian. Quy tân thụ giơ tay lên một cái ra hiệu cho vợ con và tùy bộc rồi chờ gót ra cửa lão biết rõ bên ngoài không có chỗ nào chú ngủ nhưng chẳng thà chịu đói khát ngủ ngoài hoang dã chứ không muốn để cái mặt dày phải nhìn thấy quần hùng thiên địa hội nữa quy chung từ thừa nhỏ không có bạn chơi xứng đôi vừa lứa nay gã thấy vi tiểu bảo ăn nói linh lợi tuy gã nhỏ tuổi nhưng chơi đùa rất thích thú hắn liền nhìn gã vẫy tay nói chú nhỏ kia ngươi đi theo ta để bầu bạn vui chơi cho thỏa thích vì tiểu bảo đáp ngươi giết bạn ta rồi ta không chơi với ngươi nữa đột nhiên nghe đánh vù một tiếng bóng người thấp thoáng quy trung đã vụt lại túm lấy vi tiểu bảo sách ra cửa hắn động thủ cực kỳ mau lẻ khiến cho quần hùng thiên địa hội không ai kịp ngăn cản quy trung cười ha hà reo lên người chơi trò bịt mắt bắt dê với ta quy tân thủ hầm hầm tức giận quát trung nhi đặt ngã xuống quy trung không dám trái lệnh phụ thân đành đặt vi tiểu bảo xuống quy nhị nương an ủi hắn hài nhi để chúng ta đi mua hai tên thư đồng làm bạn với ngươi. Quy Trung đáp, bạn với thư đồng chẳng thú gì, thằng nhỏ này hay lắm, chúng ta mua gã quách. Quy Tân Thụ thấy con làm cho dơ mặt, liền dắt tay hắn rảo bước ra cửa. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, đều nghĩ bụng, ngô lục kỳ nổi tiếng anh hùng một thời mà chết về tay một tên ngốc, thực là oan uổng. Vì tiểu bảo nói, thưa sư phụ, đệ tử đi mời bà bà tỷ tỷ ra để cùng các vị tương kiến rồi gã cùng song nhi chạy vào hậu đường, không ngờ hà dịch thủ đã bỏ đi từ trước rồi. Bọn tam thiếu nhưng đều nói là đàn bà con gái không tiện hội kiến với quần hùng, chỉ sai bảo bộc phụ bày cơm rượu để khoản đãi tân khách. Hôm sau vi tiểu bảo bái biệt chủ nhân cùng bọn Trần Cận Nam chia đường vào kinh thành. Trần Cận Nam nói, tiểu bảo, vợ chồng quy nhị hiệp định đi hành thích hoàng đế, các vị đã nhận lời để thương nghị rồi sẽ quyết định vậy khi người tới bắc kinh đừng thông chi cho hoàng đế để y kịp thời phòng bị vì tiểu bảo đã định bụng từ trước như vậy bây giờ nghe sư phụ nói huỵt tuệt ra vội đáp dĩ nhiên là thế hoàng đế chiếm cứ giang sơn của người hán chúng ta tiểu tử có làm quan trong triều cũng chỉ là vâng lệnh của lão nhân gia khi nào lại thực lòng với y trần cận nam nói có thế mới phải nếu người nói không thực tâm làm việc phản bội anh em thì ta là người đầu tiên chẳng dung tha ngươi vì tiểu bảo đáp xin sư phụ cứ yên tâm, chẳng khi nào có chuyện đó. Gã dẫn bọn song nhi, từ thiên xuyên và bọn trương dũng, triệu lương đống cùng về Bắc Kinh. Gã vừa về tới ngõ đồng mạo liền nghĩ ngay đến việc vào ra mắt vua Khang Hy, trong lòng tự nhủ tiểu hoàng đế là người bạn hữu rất thân của ta, khi nào ta để y bị chết về tay ba con rùa. Được, ta vào cung dặn bọn thị vệ phòng thủ nghiêm mật, ta đã hứa với sư phụ không thông tin cho hoàng đế song ta vẫn phòng ngừa ba con rùa không thể để chúng đắc thu. Như vậy vừa khỏi thất tín với sư phụ, vừa cứu được hảo bằng hữu Nhưng gã sắp ra cửa thì Trần Cận Nam đã hóa trang đưa bọn cổ trí chung, mã siêu hưng tới nơi. Vì tiểu bảo ngấm ngầm hồi hộp, đành gắng gượng phấn khởi tinh thần thết yến khoản đãi Chẳng mấy chốc quần hùng thiên địa hội cũng lục tục kéo đến. Tiếp theo Mộc Kiếm Thanh dẫn bọn thiết bối thương long liễu đại hồng, giao đầu sư tử ngu lập thân, thánh thủ cư sĩ Tô Cương vào. Nguyên bọn người Mộc Vương Phủ đã ở Bắc Kinh từ trước, nay được tin liền tới tụ hội. Mọi người ăn cơm xong hồi lâu mới thấy ba người ở Quy Gia tới. Vì tiểu bảo lại sai mở tiệc riêng, nhưng Quy Nhị Nương gạt đi. Bọn ta ăn cơm rồi. Quy Trung nhìn ngang nhìn ngừa thấy cách trần thiết trong phủ đệ rất lịch sự và sang trọng liền nói. Tiểu Hoa Hoa, nhà ngươi đây so với ngũ hoa cung của Bình Tây Vương cũng chẳng kém gì mấy. Người nói đúng thật, ngô tam quế quả là bá phụ ngươi. Hồi 203, quy tân thụ mua kiếm cắt bào. Vì tiểu bảo nói, phải rồi, ngô tam quế là, gã đột nhiên dừng lại vì nghĩ tới nếu mình buột miệng nói hết câu để chiếm phần tiện nghi thì tất làm cho sư phụ phải bực mình. Gã liền lảng sang chuyện khác, nếu ba vị đã dùng cơm rồi thì chúng ta qua đông sành uống trà. Quần hùng sang ngồi bên đông sành uống trà và ăn bánh xong vì tiểu bảo liền cho tùy bộc lui ra và dặn chúng nếu không hô hoán thì bất cứ là ai cũng đừng cho vào. Trần Cận Nam lại phái mười mấy người trong hội canh gác chung quanh sảnh đường và trên nóc nhà rồi đóng cửa cài then, cùng quần hùng ngồi vào bàn thương nghị đại sự. Trước hết, ông giới thiệu vợ chồng quy tân thụ cùng mọi người trong mộc vương phủ, tuyệt không nhắc đến vụ ngô lục kỳ. Vợ chồng họ quy tuy ẩn cư đã lâu ngày mà bọn liễu đại hồng, ngô lập thân vẫn đem lòng ngưỡng mộ, giữ thái độ cực kỳ cung kính. Quy nhị nương lên tiếng trước, Ngô Tam Quế cất quân từ Vân Nam đánh vào Hồ Nam, tứ xuyên, binh tướng rất là hùng mạnh. Dọc đường phá lũy cướp thành dễ như trẻ trẻ ngày trước, tuy Ngô Tam Quế đầu hàng bọn thắt đát để mất giang sơn nhà đại minh, gây lên tội ác rất lớn, nhưng hắn cũng là người Hán như chúng ta, theo ý kiến của Quy nhị gia thì chúng ta hãy tiến vào Hoàng Cung đâm chết Hoàng đế thắt đát, khiến bọn chúng như rắn mất đầu, rối loạn cả lên, rồi tiếp tục đánh giết đoạt lại giang sơn chưa hiểu cao kiến của các vị thế nào. Mộc kiếm thanh hỏi, dĩ nhiên chúng ta phải giết hoàng đế thát đát, nhưng hiện giờ tên gian tặc ngô tam quế giấy quân tạo phản mà giết hoàng đế ngay thì có khác gì viện trợ gian tặc. Quy nhị nương đá, ngày trước ngô tam quế sát hại mộc vương gia, dĩ nhiên mộc công tử không chịu tha hắn, nhưng việc lớn ngày nay là sự phân biệt kẻ mãn người Hán. Chúng ta hãy giết hết bọn thát đát rồi thùng thẳng tính đến việc đối phó ngô tam quế cũng chưa muộn liễu đại hồng lên tiếng giả tỷ ngô gam quế khởi binh đắc thắng tự tiện lên làm hoàng đế rồi sau muốn động đến hắn thật không phải chuyện dễ dàng theo tiền kiến của vãn bối thì chúng ta hãy để bọn ngô tam quế và bọn thát đát chém giết lẫn nhau tơi bời chúng ta đóng vai ngư phủ thủ lợi vì thế vãn bối tưởng hiện giờ mình không nên hành thích hoàng đế thát đát ngay liễu đại hồng tuy dâu tóc bạc phơ nhưng vợ chồng quy tân thụ nổi danh đã lâu lão đối với hai nhân vợ này tỏ vẻ cực kỳ cung kính mới tự xưng là vãn bối. Bọn ngục vương phủ có mối thù sâu tựa bể với ngô tam quế đều muốn nhìn thấy hắn bị tiêu diệt trước, nên ai cũng đồng ý theo quyết định này. Quy nhị nương nói, ngô tam quế dựng cờ khỏi nghĩa trinh thảo quân hồ lỗ để trung hưng nhà đại minh, phò tá chu tam thái tử lên ngôi. Đây là hịch văn của ngô tam quế giấy quân đánh giặc. Xin các vị coi đi. Mụ nói rồi rút trong mình ra tờ giấy trắng lớn trải trên bàn. Trần Cận Nam cất tiếng đọc nguyên tổng binh chấn thủ sơn hải quan, nay phụng trì lãnh chức đại nguyên soái tổng thống thủy lục quân khắp thiên hạ, đánh giặc hồ lỗ, trung hưng đại minh, đại tướng quân ngô truyền hịch cho văn võ quan viên cùng quân dân khắp thiên hạ được biết bản chấn đội ân sâu của nhà đại minh đời đời tập tước chấn thủ sơn hải quan. Trần Cận Nam biết phần lớn quần hào không thông văn mặc nên đọc tới đâu giải thích tới đó. Ông giải thích rõ ràng xong đoạn đầu rồi tiếp tục đọc xuống dưới. Đoạn kế tiếp hịch văn nói về vụ lý tự thành đánh phá Bắc Kinh. Vua sùng trinh trầu trời. Hắn vì việc báo thù cho quân phụ nên bất đắc dĩ phải mượn quân mãn thanh để đánh phá lý tự thành. Đoạn sau bài hịch văn nói may mà tên cử khôi thất bại. Bản chấn đang định lựa chọn tự quân kế thừa nghiệp lớn và gia phong phiên quốc, cắt đất đền ơn chúa mãn. Không ngờ hồ lỗ xào quyệt, trái nghịch thiên đạo, phải bội minh ước, đã thừa cơ nội bộ không hư, chiếm cứ yên kinh. Chúng lại lấy cắp thần khí của tiên triều, biến đổi áo xiêm Trung Quốc. Bản chấn biết mình lầm lỡ rước voi đồi cọp và mang tội ôm dơm chữa cháy, quỳ nhị nương sen vào, sau ngô tam quế tự biết lỗi lầm về vụ nguyện quân mãn thanh để phá lý tư. Thành, ngần tiếc là đã chậm mất rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Liễu đại hồng hắng giọng lên tiếng, tên gian tặc này miệng lưỡi rào quyệt nói rất dễ nghe nhưng toàn là luận điệu giả dối. Quỳ nhị nương không lý gì đến lão, dục Trần Cận Nam, Trần Tổng Đà Chúa, xin Tổng Đà Chúa đọc tiếp đi. Trần Cận Nam giả một tiếng rồi đọc tiếp bản chấn lòng như dao cắt, giận mình hộp máu, hối hận thì sự đã rồi. Sau muốn đảo qua đánh ngược lên bắc, quét sạch lũ hôi tanh thì vừa gặp tam thái tử của tiên hoàng. Năm thái tử lên ba tuổi, tiên hoàng đã thích chữ vào đùi để làm ký hiệu trân trọng ủy thác bản chân uống máu nín nhịn, nuôi trí chờ thời, lựa tướng luyện binh, mật đồ hương phục. Từ đấy đến nay đã ba chục năm, liễu đại hồng nghe tới đây không nhẫn nại được nữa, vỗ bản lớn tiếng, nói láo, nói láo, hắn là một tên gian tập lòng lang dạ thú, trời đất không dung. Nếu hắn quả có một chút tâm địa hương phục nhà đại minh thì sao ngày trước lại sát hại vĩnh lịch hoàng đế, vĩnh lịch thái tử. Việc này khắp thiên hạ đều biết hết, hắn còn trôi cãi được chăng? quần hùng thấy liễu đại hồng dâu tóc dựng đứng cả lên đều tâm phục lão là người trung nghĩa. Ai cũng nghĩ rằng 12 năm trước đây Ngô Tam Quế đã đem cha con vĩnh lịch hoàng đế ra chợ côn minh xử tử thì chẳng còn cách nào chối cãi được. Quy nhị nương nói, lời nói của liễu đại ca quả đã không lầm, Ngô Tam Quế nhất quyết chẳng phải trung thần nghĩa sĩ, dù là đứa trẻ lên ba cũng đã biết rồi, chúng ta đi hành thích hoàng đế thát đát chỉ vì mục đích duy nhất là phản thanh phục minh tuyệt không có ý trợ lực cho Ngô Tam Quế lên làm hoàng đế. Trần Cận Nam nói, để tại hạ đọc xong bài hịch văn rồi chúng ta sẽ thương nghị kỹ càng. Ông nói rồi đọc tiếp, nay hồ chúa vô đạo, gian tà lên cao, kẻ sĩ trung nghĩa bị hạ xuống thấp, những quân ti tiện, thân hèn sâu, cái phận mọn kiền rồi lên làm chức lớn. Ông đọc tới câu này liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói, câu này trong hịch văn nhắc tới ngươi rồi đó. Vi Tiểu Bảo lắng tai nghe sư phụ đọc hịch văn, chỉ chú ý đến giọng lên bổng xuống trầm thanh điệu lọt tai còn chẳng hiểu gì mấy bây giờ gã thấy sư phụ nói trong bài hịch của ngô tam quế có nhắc đến mình gã không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm vội hỏi thưa sư phụ hắn bảo đệ tử làm sao dĩ nhiên lão con rùa đó nói đệ tử chẳng ra gì trần cận nam đáp hắn bảo những người tử tế có học vấn và có đạo đức đều làm quan nho như hạt vừng hạt đậu còn kẻ vô tích sự hèn mặt đê tiện lại làm quan tọ hắn chẳng nói ngươi thì còn ai vào đây. Vì tiểu bảo lại hỏi, còn chính lão thế nào? Quan chức của hắn lớn hơn đệ tử nhiều mà so với đệ tử hắn còn vô dụng hơn thì sao? Quần hùng nghe nói đều phỉ cưới. Có người nói, trong triều đình thắt đát, chẳng ai quan tước cao sang bằng bình Tây thân vương. Trần Cận Nam lại tiếp tục đọc nốt đoạn chót núi thảm sông sầu, mẹ la con khóc, thậm chí sao trồi xuất hiện, thượng thiên phẫn nộ thổ liệt sơn băng, địa hạ oán hờn, cỏ cây ngơ ngác, bản chấn trông lên ngó xuống, dốc giả trung thành, trừ bạo cứu dân, thuận lễ trời và hợp lòng người. Gặp buổi đầu xuân, ngày lành tháng tốt, cung phụng thái tử, tế cáo thiên địa, lên ngôi đại bảo, mở nghiệp nhà châu. Ông đọc xong lại giải thích hết đoạn chót, trong bọn quần hùng, ngoại trừ Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh là hai nhân vật học vấn uyên thâm, còn toàn những người ít khi đọc sách ai cũng cảm thấy bài hịch văn nói đâu ra đó, nhưng có chỗ không đúng, mà chẳng hiểu sai chật thế nào, không diễn ra được. Mục kiếm thanh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, Trần Tổng Đà Chúa, hắn đã đưa Chu Tam Thái Tử lên ngôi đại bảo mà sao lại không khôi phục quốc hiệu Đại Minh, tự đổi quốc hiệu thành nhà châu. Chỗ này thật sơ hở rất lớn, huống chi Chu Tam Thái Tử mà hắn nói đây chưa rõ chân giả. Chẳng ai mắt thấy tai nghe đột nhiên hắn đưa chu tam thái tử ra một cách rất hàm hồ chắc là ngô tam quế kiếm một thằng nhỏ chưa hiểu việc đời làm chu tam thái tử để hiệu triệu quốc dân thực sự chu tam thái tử nào đó chỉ là bù nhìn quần hùng đều gật đầu khen phải quy nhị nương nói ngô tam quế dùng chu tam thái tử làm bù nhìn là một điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa bất luận chân hay giả cũng vậy mà thôi có điều chu tam thái tử đâu phải là đứa con nít được Tiên Hoàng Tuấn Quốc đến ba chục năm, nếu đúng Chu Tam Thái Tử thật thì nay ít ra cũng đã ngoài ba mươi tuổi. Vì tiểu bảo xen vào, người ngoài ba chục vẫn là trẻ nít không hiểu việc đời sao lại không có. Hà hà, gã nói rồi liếc mắt nhìn Quy Trung, trong quần hùng có mấy người không nhịn được phải phì cười. Quy nhị nương lông mày dựng ngược đã toan phát tác, nhưng mộ nghĩ lại nhận thấy lời vi tiểu bảo nói đúng thằng con bảo bối của mụ đã ngoài ba chục tuổi mà vẫn còn là đứa trẻ nít không hiểu việc đời. Bất giác mụ buông tiếng thở dài. Quần hùng tiếp tục thương nghị hồi lâu. Người thì chủ trương hãy mượn tay vua Khang Hy trừ khử ngô tam quế trước. Kẻ lại bảo tuy ngô tam quế gian ác nhưng cũng là người Hán. Nên giúp hắn đánh đuổi quân thát đát. Khôi phục lại Giang Sơn rồi sẽ trừ diệt hắn sau. Vì chính kiến bất đồng nên cuộc nghị luận hồi lâu vẫn chưa đi tới quyết định sau mọi người đều chăm chú nhìn Trần Cận Nam vì ai cũng biết ông là nhân vật túc trí đa mưu, tất có cao kiến đưa ra đề nghị xác đáng. Trần Cận Nam nói, chúng ta phải lấy Giang Sơn làm trọng, nếu bây giờ giết chết vua Khang Hy ngay thì dĩ nhiên thanh thế ngô tam quế nổi lên như sóng cồn. Một đằng trịnh vương gia ở Đài Loan cũng vượt biển Trinh Tây, tiến vào mân, chiết, đánh thẳng lên Giang Tộ thế là hai mặt Đông Tây giáp kích, nhất định bọn thắt đát phải tan vỡ. Ông dừng lại một chút rồi tiếp khi đó nếu Ngô Tam Quế tiến vào thành mà muốn tự xưng hoàng đế thì binh lực của trịnh vương gia, thêm vào anh hùng các lộ như Mộc Vương Phủ, thiên địa hội cũng khó lòng kiềm chế được tên gian tặc biết làm thế nào. Tô Cương lạnh lùng hỏi lại Trần Tổng Đà Chúa nói vậy phải chăng là tinh giúp cho trịnh vương gia ở Đài Loan? Trần Cận Nam nghiêm nghị hỏi lại trịnh vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ vì lòng trung nghĩa, chẳng lẽ Tô Huynh không tin được chăng? tô cương đáp trần tổng đà chúa dốc lòng trung trinh nghĩa hiệp ai cũng khâm phục nhưng chung quanh trịnh vương gia rất nhiều kẻ tiểu nhân gian trá đê hèn thì làm thế nào vì tiểu bảo không nhịn được cũng lên tiếng lời tô ra quả nhiên rất đúng tỉ như rất kiếm vô huyết phùng tích phạm và ngay con trịnh vương gia đều chẳng phải hảo nhân trần cận nam thấy gã không phụ hoa với mình hơi lấy làm ngạc nhiên nhưng ông nghĩ lại thì nhận xét của gã không sai lầm Bất giác ông buông tiếng thở dài. Quy nhị nương nói việc đuổi quân thát đát là hệ trọng hơn hết. Còn ai lên làm hoàng đế chúng ta chưa cần nghĩ tới. Nói một cách khác là việc phản thanh nhất định là phải làm ngay còn phục minh hay không phục minh để sau hãy thương nghị. Vua Sùng Trinh nhà Đại Minh thật ra cũng chẳng có gì xứng đáng. Trần Cận Nam và Quần Hào ở Mộc Vương Phủ trước nay dốc giả trung trinh với họ Chu nhà Đại Minh, nghe mụ nói vậy đều biến sắc mộc kiếm thanh dõng giặc hỏi, nếu chúng ta không ủng hộ dòng dõi chu thị khôi phục nghiệp lớn thì đi phò tá tên đại gian tặc Ngô Tam Quế hay sao? Quỳ Trung đột nhiên bật cười lên tiếng, Ngô Tam Quế là người tốt lắm mà, lão cho ta một tấm da hồ trắng để làm áo bào. Các vị đã nhìn thấy bao giờ chưa? Hắn nói rồi phanh tấm áo ngoài ra để hở tấm áo da bạch hồ, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý, quy tân thụ tức qua quát lên, tiểu hài tử, người không được nói nhăng nói càn ở đây. Tô Cương cười lạt nói, trong con mắt quy thiếu gia thì một mảnh áo bào còn quý trọng hơn ca, giang sơn người Hán chúng ta. Quy nhị nương tức giận quá, hài tử, người cởi ngay tấm áo ra hổ ra. Quy trung ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Quy tân thụ không nói nửa lời. Lão vươn tay rốt lấy thanh trường kiếm ở sau lưng quy trung. Bỗng thấy ánh bạch quang chuyển động, tiếp theo những tiếng, doạc doạc, vang lên. Thanh trường kiếm trong tay quy tân thụ xoay đi một vòng, lướt qua phía trước phía sau trên cánh tay và hai đầu vai quy trung quần hào giật mình kinh hãi đều đứng phát dậy toan nhảy tới ai nãy đều cho là quy tân thụ muốn giết con nhưng chỉ thấy tấm áo da của quy trung bị cắt đứt miếng rớt xuống quanh mình hắn để lộ tấm áo lót bằng vải da quy tân thụ lia mấy nhát kiếm này rất chuẩn đích chỉ hớt đứt lần áo da chứ không tơ hào đụng đến áo lót bên trong nên chẳng thấy một vết tích nào quần hùng coi đã rõ ràng đều nổi tiếng hoan hô, Quy trung sợ hãi đến ngần người, hắn nổi cơn ho sù sụ, ấp úng la, ra ra, ra ra, hắn vừa ho vừa nói không ra tiếng, quy tân thụ vung tay một cái, thanh trường kiếm đã chuồn vào vỏ, lão cởi tấm áo bông của mình khoác lên mình quy trung nói, mặc vào đi, quy nhị nương lượm những tấm da bạch hổ rách ở dưới đất vứt vào trong hỏa lò. Lập tức lửa cháy bừng lên, mùi khét lẹt tỏa ra khắp gian phòng chỉ trong khoảng khắc tấm da bạch hồ đã cháy thành than vì tiểu bảo la lên đáng tiếc ôi đáng tiếc quy tân thụ nói đi thôi rồi lão cất bước tiến ra cửa sảnh đường trần cận nam nói quy nhị hiệp đi lo việc lớn bọn tại hạ xin theo đề kính cần nghe lời sai bảo quy tân thụ đáp lão phu không dám bất tất phải thế lão nói rồi tiếp tục đi ra cửa vì tiểu bảo biết lão muốn động thủ ngay tức khắc mà gã chưa kịp báo cho hoàng đế biết liền tự nhủ ta phải dùng kế hoãn binh, cản trở lão mới được. Gã liền lớn tiếng, trong hoàng cung chẳng có một vạn thì cũng phải năm ngàn căn phòng. Lão tiền bối có biết hoàng đế thắt đát ở phòng nào không? Quy tân thụ trưng hừng, lão biết gã nói có lý, trong cung cấm. Nhà cửa kể có hàng ngàn hàng vạn thì biết kiếm hoàng đế ở phòng nào. Lão quay lại hỏi, người có biết không, vì tiểu bảo lắc đầu đáp, tại hà cũng không rõ, hoàng đế thát đát sợ người hành thích đêm đêm thường đổi chỗ ngủ. Hôm thì ngủ ở cung Từ Ninh, hôm ngủ tại cung Cảnh Dương. Có khi ở cung Trường Xuân, cung Hàm Phúc, cung Diên Hy. Gã kể một chàng dài mười mấy cung viện, quy tân thụ nghe gã nói cặp lông mày nhăn tít lại. Vì tiểu bảo lại nói, ngay bọn thái giám, thị vệ kể cận hoàng đế cũng không biết được đêm nay y ngủ ở cung nào quy tân thụ hỏi tiểu huynh đệ nói vậy thì làm thế nào mới kiếm được hoàng đế vì tiểu bảo lắc đầu đáp hoàng đế lâm triều văn võ bá quan đều trông thấy nhưng sau khi y vào nội điện chỉ có y muốn kiếm ai thì được còn người ngoài vĩnh viễn chẳng thể nào kiếm thấy y quy tân thụ nghe vi tiểu bảo nói vậy cho mày ngẫm nghĩ không khỏi ngần ngừ vì tiểu bảo thấy quy tân thụ ra chiều ngần ngại gã rất lấy làm đắc ý hỏi quy nhị ra nhị gia đã biết hoàng đế thát đát có bao nhiêu phi tần không? Quy tần thủ hắng giọng một tiếng, trợn mắt lên không đáp. Vì tiểu bảo lại nói, theo lời thầy đồ thì trong tam cung lục viện của hoàng đế có đến ba ngàn người. Sự thực thì hoàng đế thát đát không nhiều vợ đến thế, chỉ độ một ngàn năm sáu trăm người mà thôi. Đêm nào cũng như đêm ấy, hoàng đế đều làm tân lang. Bữa nay ngủ với cô phi tần thứ, ngày mai lại sang phòng cô vậy mà nhị gia định vào hoàng cung để kiếm hoàng đế thật muôn vàn khó khăn. Ngay phi tần của hoàng đế cũng chẳng biết đêm nay nhà vua ngủ ở đâu. Có bà chờ suốt ba bốn năm trời chưa được hoàng đế chiếu cố mà cũng chẳng biết suốt đời hoàng đế có đến với mình lần nào hay không. Trần Cận Nam hỏi, tiểu bảo, người ở trong hoàng cung lâu ngày chắc là biết cách tìm thấy hoàng đế. Vì tiểu bảo đã ban ngày muốn kiếm hoàng đế còn dễ hơn một chút, nhưng ban đêm thì chẳng thể nào tìm tới nơi được. Trần Cận Nam nói, nếu vậy để đến ngày mai chúng ta sẽ hóa trang để ngươi dẫn vào cung hành động. Có phải ngươi đã đưa hai vị tiền huynh đệ và ngô nhị ca đây vào trong cung rồi không? Ông vừa hỏi vừa trò vào tiền lão bản và ngô lập thân. Vì tiểu bảo đáp tiền đại ca mới vào đến ngự trù phòng, còn ngô đại ca và mấy vị tiến vào hoàng cung liền bị bọn vệ sĩ. Phát giác, có thể nói là các vị này muốn thấy mặt hoàng đế còn phải cách xa hàng chục dặm đường gã quay sang hỏi hai lão tiền đại ca, ngô nhị ca, các vị bảo có đúng thế không? Hai lão tiền, ngô gật đầu luôn mấy cái. Hai người này đã vào tới hoàng cung đều biết muốn kiếm hoàng đế ở trong cung cấm chẳng khác gì đáy biển mò kim. Vì tiểu bảo nói tiếp nhưng đệ tử đã có cách. Trần Cận Nam hỏi, người có biện pháp gì? Vì tiểu bảo đáp, sáng mai đệ tử vào cung ra mắt hoàng đế, thế nào y cũng nhắc tới vụ ngô tam quế tạo phản đệ tử nhân cơ hội đó liền hỏi hoàng đế trừ diệt ngô tam quế bằng cách nào rồi đưa đẩy câu chuyện đến chỗ nhà vua ra ngoài thành coi biểu diễn sung lớn nhà vua ra khỏi cửa cung rồi mình hạ thủ dễ hơn nhiều việc hành thích thành công chẳng nói làm chi bằng mưu sự bất thành thì chuẩn đi là xong có thế mới đỡ cho mình quy nhị nương cười lạt hỏi liệu hoàng đế có nghe lời đứa trẻ nít như ngươi không nếu ba năm y không ra khỏi hoàng cung thì chẳng lẽ chúng ta cũng chờ cả ba năm hay sao ngươi từ chối như vậy tức là có ý không chịu dẫn chúng ta vào cung hành động mà thôi mộc kiếm thanh nói tiểu đệ đã vào cung định hành thích hoàng đế rồi nói ra lại mắc cỡ vụ đó đã làm thiệt mạng mấy người của mộc vương phù ngoài ra xá muội cùng phương sư muội và ngô sư thúc đây đều bị hãm ở trong cung may nhờ vi hương chủ vì lòng nghĩa hiệp hết sức cứu viện mới thoát nạn chẳng phải bọn tiểu đệ nhát gan sợ chết nhưng vụ này thực khó mà thành công được quy nhị nương lại ngó vi tiểu bảo bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi bộ ngươi mà giải cứu được bọn họ thoát hiểm ư ngô lập thân liền nói ngay vi hương chủ đây tuy nhỏ tuổi mà nhân nghĩa hơn đời cơ chí khôn lường tính mạng của huynh đệ hoàn toàn nhờ y cứu thoát quy nhị nương nói mộc vương phủ làm việc không thành song quy ra biết đâu không làm được Liễu Đại Hồng tức mình đứng phát dậy nói, hiền phu phụ thần quyền vô địch, dĩ nhiên còn hơn gấp trăm lần những người trong mộc vương phù nhỏ của bọn tại Hạ. Vậy xin nhị vị khởi giá động thân, bọn tại Hạ ngồi đây kính cần chờ đợi hảo âm, một người anh em trong hồng thuận đường của thiên địa hội nói theo, vì hương chủ, tưởng hương chủ nên cùng đi với nhị vị lão anh hùng cho chắc hơn. Lỡ ra vợ chồng quy nhị hiệp bị bọn vệ sĩ bắt được đã có hương chung, Tìm biện pháp giải cứu hắn căm hận ba người nhà họ quy đã sát hại ngô lục kỳ nên dù ở trước mặt tổng đà chúa cũng không nhịn được mà thốt nên lời mai mìa vì tiểu bảo cũng mắng thầm trong bụng bọn ba con rùa đen này vào cung mà bị bắt thì chẳng thà ta chịu chết chưa quyết không giải cứu gã cười đáp khi nào vợ chồng quy nhị hiệp để cho bọn vệ sĩ bắt được mà ông bạn phải lo ngại trong hoàng cung bất quá có hơn tám ngàn vệ sĩ thì quy thiếu gia chỉ ho mấy tiếng cũng đủ làm cho bọn chúng bị chấn động chết ngằng cổ cò. Quần hào thiên địa hội và mục vương phủ đều bưng miệng cười thầm. Một số không nhịn được bật cười lên tiếng. Quy trùng ngây ngô cười hỏi có chuyện đó thật ư? Nếu thế thú quá, bọn chúng sợ ta ho lắm hay sao? Hắn chưa dứt lưới lại nổi cơn ho sù sụ. Vợ chồng quy tân thụ vừa thẹn vừa tức. Một người nắm lấy cánh tay Quy Trung lôi đi băng băng ngoài sảnh đường. Trần Cận Nam vội nói, xin Quy Nhị Hiệp bớt giận, tiểu đệ có điều muốn thương nhị. Hồi 204, lộ cơ mưu tìm lời gạt ngẫm. Quy Nhị Nương đã biết Trần Cận Nam là người túc trí đa mưu, liền quay lại chờ xem ông bảo sao. Trần Cận Nam nói tiếc hiền phu phụ võ nghệ cao cường, hiện nay không ai địch nổi, nhưng nhị vị vào sâu hiểm địa, lại lâm vào tình trạng địch nhiều mà ta ít vậy chúng ta hãy thương nghị để tìm ra kế hoạch vẹn toàn là hơn quy nhị nương ngắt lời bản nhân tưởng trần tổng đà chúa đã có cao kiến gì khác té ra vẫn chưa tìm được biện pháp nào mụ lại chờ gót bước đi đột nhiên liễu đại hồng và ngô lập thân nhanh chân hơn vượt qua hai người đứng chắn trước cửa liễu đại hồng nói nhị vị mà trợ lực cho mô tam quế thì bọn mộc vương phủ chúng ta quyết không chịu đâu quy nhị nương hỏi sao các vị muốn động thủ chăng liễu đại hồng đáp nhị vị hãy hạ sát anh em tại hạ trước rồi hãy qua cửa này đi giúp ngô tam quế quy nhị nương nói ai bảo bọn ta đi giúp ngô tam quế tuy nhị vị không có ý viện trợ ngô tam quế song việc này mà thành công thì thanh thế ngô tặc trở nên cực kỳ hưng thịnh muốn dẹp hắn cũng không được nữa quy tân thụ khẽ nói tránh ra lão tiến lên một bước liễu đại hồng liền giang hai tay đứng chắn trước cửa quy tân thụ vươn tay trái ra chụp vào trước ngực lão Liễu Đại Hồng vung tay lên gạt, bình một tiếng, hai trường đụng nhau, người Liễu Đại Hồng lảo đảo muốn té, sắc mặt lão biến thành lợt lạt. Quy Tân Thụ nói, lão phu mới vận năm thành công lực mà thôi. Giao đầu sư tử ngô lập thân lắc đầu lia lịa đáp, Quy Nhị Hiệp cứ vận đến 10 thành công lực để giết chết anh em tại hạ đi là xong. Quy Trung nói, mười thành thì 10 thành, hai tay hắn vươn ra rồi rụt lại, ngô lập thân vung tay lên gạt thì hai tay Quy Trung đã rụt về rồi, nên Ngô Lập Thân gạt xanh. Quy Trung liền nhân lúc đối phương thu chiêu về, phóng hai tay nhanh như chớp chụp vào huyệt đạo trước ngực lão. Trần Cận Nam chạy đến khuyên giải, chúng ta đều là hảo bằng hữu, không nên động võ. Đứng trước tình thế này, ông muốn ra tay giải cứu Ngô Lập Thân nhưng hành động như vậy là ra mặt cừu địch với vợ chồng họ quỵ bất giác, ông cho mày ra chiều khó nghĩ. Vì tiểu bảo cười nói, các vị tranh chấp mãi thế này rốt cục vẫn không đi tới đâu. Tại hạ nghĩ ra một biện pháp là chúng ta gieo xúc sắc để bói coi. Nếu quy nhị gia thắng thì chẳng những không ai cản trở hành động của hai vị, mà vãn bối còn đem tình hình trong hoàng cung nói tỉ mỉ cho hai vị biết. Quy nhị nương hỏi, nếu người thắng thì sao? Vì tiểu bảo đáp vãn bối thắng thì hai vị tạm gác vụ này lại. Chờ sau khi mô tam quế chết rồi chúng ta sẽ hạ thủ đối phó với hoàng đế quy nhị nương bụng bảo dạ nếu mình tự ý hành động trước thì không chừng bọn mộc gia sẽ báo tin cho quân thắt đát biết mà đề phòng thật khó lòng thành công được chi bằng mình thử nghe gã bói coi một quẻ mụ liền hỏi trượng phu nhị gia vụ này nhị gia tính sao quy tân thụ nhìn vi tiểu bảo nói ngươi mà thua thì không được cãi cối vi tiểu bảo cười đáp đã là nam tử hán là đại trượng phu thì nhất môn ký xuất tư mã nan truy. Hoàng đế thát đát lại chẳng phải điều xâm dùy thang, hà tất vãn bối phải o y. Đã đánh cuộc thì được cho đáng mặt anh hùng, mà thua cũng không mất vẻ hào kiệt. Bất luận thua hay được, quyết chẳng để tổn thương hòa khí. Trần Cận Nam thấy gã nói câu sau cùng rất hợp lý liền lên tiếng, vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại, công cuộc phục hưng đại nghiệp của chúng ta một phút một hoa. Thật khó mà tiên liệu được. Cổ nhân đặt ra bói toán để giải quyết nghi vấn. Nay chúng ta gieo xúc sắc cũng không ngoài chuyện thư. Khí vận, vậy các vị bất tất phải tranh chấp. Chúng ta căn cứ vào thiên mệnh mà hành động. Quy nhị nương bảo quy trung, hài nhi, buông tay ra. Quy trung đáp, hài nhi không buông. Quy nhị nương nói, tiểu huynh đệ đây muốn gieo xúc sắc chơi với người đó. Quy trung cả mừng, lập tức buông tay ra khỏi huyệt đảo trước ngực ngô lập thân. Ngực lão đau ê ẩm, đầu vẫn lắc quầy quậy vì tiểu bảo nói quy thiếu gia thiếu gia lấy xúc sắc ra đi dùng đồ của thiếu gia mới chắc quy trung hỏi xúc sắc ư ừ, ta không có người có thì lấy ra vì tiểu bảo nói ta cũng không có vị nào đem theo xin cho mượn mọi người đều lắc đầu nghĩ bụng thật là khéo khỉ ai lại dắt xúc sắc trong mình bao giờ quy nhị nương nói không có xúc sắc thì chúng ta gieo tiền cũng vậy vì tiểu bảo đã phải gieo xúc sắc mới công bằng thật tiền thật mễ không lừa giả dối trẻ. Vãn bối là trẻ con, quy nhị ra là ông già. Vậy gieo xúc sắc mới đúng, trong bọn thân binh thế nào cũng có tên đem theo xúc sắc bên mình. Vãn bối đi hỏi đây, rồi gã đẩy cửa đi ra, vì tiểu bảo ra khỏi phòng tiến vào đại sảnh, gã móc túi lấy ra sáu hạt xúc sắc mà lúc nào cũng đem theo bên mình dùng làm pháp bảo tùy thân. Sở dĩ gã không muốn lấy ngay ở trong phòng vì sợ vợ chồng quy lão sinh ngờ vực. Vì tiểu bảo ngồi lại trong đại sảnh một lúc rồi mới trở vào phòng vừa cười vừa nói, kiếm được xúc sắc rồi. Quy nhị nương hỏi, cách đánh cuộc ăn thua thế nào? Vì tiểu bảo giả vờ đáp, tiểu tử không hiểu trò chơi này. Gã quay sang hỏi Quy Trung, Quy thiếu ra, cách chơi xúc sắc ra làm sao? Quy Trung cầm lấy hai con đáp, người cùng ta tỉ thí xem ai bắn chúng. Rồi hắn búng ngón tay veo véo hai tiếng. Hai hạt xúc sắc bay lên quả tắt hai ngọn đèn cầy. Bỗng hai tiếng chát chát vang lên hai hạt xúc sắc khảm vào trong vách ván. Quần hùng đều cất tiếng khen, hảo công phu, vì tiểu bảo nói, tại hạ thấy người ta gieo xúc sắc để coi nhiều điểm hay ít điểm mà định hơn thua, chứ không theo cách phóng ám khí. Quy nhị nương đáp phải rồi, hai người đều gieo mỗi người một phát, ai gieo nhiều điểm là người đó được. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, nếu gieo một phát mà hắn vận đỏ thật sự được điểm là nhất định mình thua. Gã liền nói, tiểu tử thiết tưởng nên gieo ba phát cho được công bằng ai thắng hai là được quy trùng nghĩ đến càng gieo nhiều lần càng thích liền đáp mỗi người chúng ta gieo phát ai thắng phát là được quy nhị nương nói không thể gieo nhiều lần cho rắc rối mỗi bên gieo ba phát là đủ từ thiên xuyên móc hai viên xúc sắc cắm vào vách ván ra để lên bàn vì tiểu bảo nói quy thiếu ra thiếu ra gieo trước đi quy trùng cầm bộ xúc sắc lên cười hì hì toan gieo xuống thì quy nhị nương cản lại nói hãy khoan mụ quay sang hỏi liễu đại hồng và mộc kiếm thanh nếu bọn ta thắng trong vụ đánh cuộc này thì mộc vương phủ có chịu không vừa rồi liễu đại hồng đã đối trường với quy tân thủ trong ngực khí huyết nhộn nhạo đến bây giờ hãy còn chưa hết lão nghĩ tới đối phương mới vận năm thành công lực mà đã ghê gớm đến thế thì đúng là một vị tiền bối anh hùng không còn sai nữa nếu lão định đến hoàng cung hành thích thì lực lượng mộc vương phu chẳng thể nào ngăn trở được lão liền gật đầu mục kiếm thanh cũng đã thiên ý ra sao cứ theo hai vị gieo xúc sắc để quyết định là xong quy nhị nương nói vậy là hay lắm rồi mụ dục quy trung trung nhi gieo đi càng nhiều điểm càng hay quy trung cầm sáu quân xúc sắc nhìn kỹ rồi nói còn nhiều nhất là sáu điểm ít nhất là hai điểm còn một con lùng xuống một lỗ lớn quy nhị nương đã còn đó là nhất điểm quy trung nói lạ quá lạ quá tứ điểm sao lại màu hồng hắn vung tay mặt lên gieo xuống đánh, chát, một tiếng. Sáu con xúc sắc cắm sâu xuống mặt bàn, đều hướng mặt lục lên trên. Nguyên lúc hắn cầm sáu con xúc sắc đều hướng mặt nhất điểm xuống dưới, dĩ nhiên mặt lục điểm hướng lên trên. Quần hùng vừa kinh hãi vừa tức cười, kinh hãi vì con người bệnh hoạn coi bề ngoài gió thổi bay mà nội lực cao thâm khôn lường. Tức cười ở chỗ khắp thiên hạ không ai gieo xúc sắc theo kiểu đó. Quy nhị nương bảo hắn, hài nhi, làm như vậy không đúng, mụ đập tay xuống bàn một cái, cả sáu con xúc sắc đều nhảy lên, quần hùng cất tiếng hoan hô, quy nhị nương lượm bộ xúc sắc lên quăng xuống bàn nói, cứ gieo tự nhiên cho ra mấy điểm thì ra, đừng cố ý mới đúng cách bói toán. Quy Trung nói, té ra là thế, hắn lượm bộ xúc sắc học kiểu mẫu thân, từ từ liệm xuống bàn. Sáu con xúc sắc quay lọc cọc một chút rồi dừng loại. Cộng được điểm gieo sáu con xúc sắc thành điểm tức là trên mức trung bình, phần thắng nhiều hơn phần bại. Vì tiểu bảo cầm bộ xúc sắc vừa sờ vừa lắc trong lòng bàn tay để ngấm ngầm dở trò. Bỗng gã hô, thông cật, rồi liệm ra, năm con xúc sắc xoay một lúc ngã xuống thành điểm, còn con tối hậu vẫn quay tít theo thủ pháp gian lận của gã. Gã định bụng cho con này hướng mặt lục lên thành điểm là thắng một bàn. Không ngờ con xúc sắc vừa xoay vừa chạy đột nhiên đi vào một lỗ nhỏ trên mặt bàn do quy trung gieo xuống trước gây ra. Còn xúc sắc rung rinh một lúc rồi không xoay được nữa. Mặt nhất điểm hướng lên, thế là cộng thành điểm. Gã thua rồi, vì tiểu bảo không chịu, cãi trên mặt bàn có lỗ. Lần này bỏ đi không kể, gã lượm xúc sắc lên toan gieo lại thì Trần Cận Nam lắc đầu nói. Đây là ý trời, người chịu thua bàn này đi. Vì tiểu bảo nghe sư phụ nói vậy, liền tự nhủ còn hai bàn nữa ta phải ăn hết mới thắng gã cầm bộ xúc sắc đưa cho Quy Trung. Quy Trung ăn bàn đầu, trong lòng ý hưởng vô cùng, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý, gã nhẹ nhàng gieo xuống. Lần này chỉ được 9 điểm, mọi người ở mộc gia nắm chắc bàn này hắn thua rồi, bất giác bật tiếng hoan hô. Vì tiểu bảo lại góc bàn khác để rời xa chỗ có 6 lỗ nhỏ, gã gieo xúc sắc xuống thành 4 con 6 điểm, hai con 5 điểm cộng là điểm. Bàn này gã thắng một cách dễ dàng hai bên cùng thắng một bàn, thế là huề, ăn thua nhau chỉ ở bàn thứ ba tối hậu, quy trùng lượm lấy bộ xúc sắc gieo xuống, bộ xúc sắc xoay chuyển hồi lâu rồi ngã ra cộng được điểm. Bàn này hắn lại rất nhiều hy vọng thắng cuộc, mọi người ở mộc ra sắc mặt đều lộ vẻ lo âu, tính thầm trong bụng, hơn được điểm thì phải vận khí may lắm mới có, vì tiểu bảo chẳng quan tâm chi hết, gã tự nhủ ta lại theo biện pháp vừa rồi gieo thành điểm là đủ thắng gã mân mê mấy con xúc sắc trong lòng bàn tay để xoay vị trí cho đủ rồi từ từ gieo xuống. Sáu con xúc sắc xoay chuyển trên mặt bàn di chuyển một lúc. Bốn con ngã xuống trước theo thứ tự, sáu điểm, năm điểm, năm điểm, sáu điểm. Cộng điểm, con thứ năm xoay đến mặt sáu điểm ngã ra, thành hai mươi tám điểm. Còn một con tối hậu vẫn xoay chuyển không ngớt, nếu nó hạ xuống tam điểm thành hòa cục, phải gieo lại lần nữa chưa chắc đã được may mắn như lần này con xúc sắc vẫn xoay chuyển không ngớt, gã thấy mặt sáu điểm sắp ngã ra liền hô lớn, hay quá, đột nhiên con xúc sắc chuyển mình một cái rồi lại xoay tiếp đi. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi la lên, mà quỷ ấm ảnh, gã liếc mắt ngó thấy Quy Tân Thụ đang nhìn con xúc sắc thổi nhè nhẹ. Giữa lúc ấy con xúc sắc dừng lại, mặt nhất điểm hướng lên trời, mọi người đều bật tiếng la ó, vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa tức giận vô cùng gã được thấy không biết bao nhiêu lối gian lận trong cuộc đánh bạc, nhưng hạng người thổi hơi để xoay chuyển xúc sắc thì bữa nay mới gặp lần này là một còn trước kia chưa có bao giờ. Gã nghĩ thầm, nội công lão này rất cao cường, tụ khí thành dây, chẳng những lão làm cho con xúc sắc này lục điểm biến thành nhất điểm, e rằng vừa rồi quy trung gieo được điểm cũng chẳng phải vì hên vận, mà là lão đứng bên thổi hơi giúp sức. Gã đó mặt tía tai nói, quy lão gia tử, lão, lão ha ha, gã vừa nói vừa trúng môi thổi phù phù. Quy tân thụ đánh trống lấp, hô, 29 điểm, người thua rồi, lão thỏ tay ra lượm 6 con xúc sắc kẹp vào ngón tay cái và ngón tay dựa bóp một cái. Những tiếng rắc rắc vang lên, bộ xúc sắc vỡ tan một ít thủy ngân chảy ra mặt bàn và biến thành hàng trăm hạt trâu tròn chỉnh nhỏ bé, xoay tít đi. Quy Trung vỗ tay cười nói, đẹp quá, đẹp quá, cái này là cái gì? Nó vừa như nước, lại giống như bạc. Vì tiểu bảo thấy quy tân thụ phanh phui ra tệ những đồ thủy ngân vào trong xúc sắc, liền giả vờ kinh ngạc hô, té ra trong xúc sắc nhất định phải đồ thủy ngân. Quy lão ra, lão dạy khôn cho vãn bối, con xúc sắc làm bằng xương châu, này vãn bối mới hiểu thủy ngân lấy ở trong xương châu ra. Trước kia vãn bối cứ tưởng thủy ngân là bạc luyện với nước chế thành. Giống hoàng nhiêu biết cày ruộng lại biết chế tạo thủy ngân. Thật là không ngờ, thật là không ngờ quy nhị nương để mặc gã muốn nói nhăng nói cản thế nào thì nói không lý gì đến mụ chỉ hỏi một câu bây giờ các vị hết nói rồi chứ mụ không đợi cho quần hùng trả lời quay lại bảo vi tiểu bảo vì huynh đệ tình hình trong hoàng cung thế nào xin huynh đệ nói cho bọn ta biết một cách tường tận vi tiểu bảo đưa mắt nhìn sư phụ để hỏi ý kiến trần cận nam gật đầu nói ý trời đã muốn thế vậy ngươi cho hai vị tiền bối hay về tình hình hoàng cung một cách thành thực ông đã biết tên đồ đệ này rất xảo quyệt nên phải đặc biệt thêm vào bốn chữ một cách thành thực. Vì tiểu bảo xoay chuyển tâm cơ trong đầu óc quyết định chủ ý rồi đáp vãn bối đã thua cuộc dĩ nhiên không thể chối cãi được. bậc đại trưởng phu lừa gạt cướp đoạt thì không sao nhưng nợ đánh bạc tất nhiên phải trả. Phòng ốc trong hoàng cung nhiều như bát úp đường lối quanh co nói không xiết được để vãn bối vẽ một bức đồ hình mới rõ hết đoạn gã quay lại bảo từ thiên xuyên và tiền lão bản, từ đại ca. Tiền đại ca, xin nhị vị bồi tiếp tân khách dùng cho, để tiểu đệ đi họa đồ. Gã nói rồi chắp tay nhìn quần hùng, chờ gót ra khỏi hoa sảnh đến thẳng thư phòng. Phủ bá tước do khang thân vương trao tặng, trong thư phòng những họa đồ cùng thư pháp treo đầy trên vách. Đủ thứ nghiên bút bầy la liệt trên bàn, vì tiểu bảo ham mê cờ bạc sợ vào đây xui vận vì chữ, thư là sách đồng âm với chữ, thâu, là thua, nên ngày thường gã không bước tới, thâu phòng. Này có việc gã mới vào ngồi trước án và quát gia nhân, mài mực. Tên tùy bộc thân cận liền ứng hậu ngay gã nghĩ thầm, trước nay ta chưa từng thấy ba tước đại nhân cầm bút viết chữ đột nhiên ngài vào đây tất có chuyện trọng đại. Tùy hắn trong lòng hồi hộp mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cung kính khâm phục. Tên gia nhân liền lấy cái nghiên cổ bằng đá tía chạm rồng của vương hy chi vẫn dùng ngày trước rót nước vào lại lấy thoi mực tùng yên hương của nhan lỗ công đời nhà đường dùng còn lại đem ra mài. Hắn cầm thoi mực, bình tâm tĩnh trí mài nước mực thật đặc xong rồi lấy cây bút lông cừu hạng tuyệt hảo của đường bá hồ ở Hồ Châu chế tạo ra. Hắn trải lên mặt bản tờ giấy kim hoa ngọc tiên từ đời Tống Huy Tôn ban sắc chế tạo. Tên gia nhân lại đốt thứ long não ôn xả hương mà ngày trước vệ phu nhân đốt lên mỗi khi viết chữ. Cuộc sắp đặt trịnh trọng có thể nói là những bậc nổi danh như Trung, Nhan. Liễu, Tô, Huỳnh, Triệu cũng phải ghen tức là không bằng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đưa bàn tay như móng hổ, vẫn chỉ lực cầm nã ra ngón tay chụp lấy cán bút dầm vào nghiên mực dơ lên. Bỗng nghe đánh, tạch, một tiếng, một giọt mực lớn ở đầu ngọn bút nho, xuống, thế là tờ giấy kim ngọc hoa tiên quý giá liền bị nhơ nhớ. Tên gia nhân thân cận bất giác lầm bẩm té ra không phải ba tước đại nhân viết chữ mà là ngài theo lối vung mực của lương khải để họa đồ gã lại thấy vi tiểu bảo đặt bút xuống bên trái giọt mực vạch một đường thành hình cành cây ngoằn ngoèo bên trái cành cây này gã khẽ chấm một nét nó vừa giống nhát búa của lý tôn huấn ở phe bắc tông lại tương tự vết phi ma của vương ma cật tên gia nhân đang lẩm bẩm khen thầm bỗng nghe bá tước đại nhân hỏi ta viết chữ tiểu thế này đã được chưa hắn giật bắn người lên bây giờ mới biết bá tước đại nhân viết chữ tiểu hắn vội trầm trồ khen ngợi đáp thư pháp của đại nhân bút kéo từ bên hữu qua bên tả lập ra một lối đặc biệt thật là một bậc kỳ tài của nhà trời tên gia nhân này thường trầu trực ở thư phòng nên trong bụng có ít nhiều văn mặc vì tiểu bảo lại nói người đi kêu trương đề đế đốc đến đây tên gia nhân vâng lệnh đi ngay hắn tự hỏi không hiểu ba tước đại nhân ở dưới còn viết những chữ gì nhưng hắn có đoán tơi đoán lui cả ngàn lần cũng không thể trúng được vì tiểu bảo viết xong chữ tiểu phía dưới khuyên tròn một cái dưới khuyên tròn là một đường ngoằn ngoèo như cành cây cong lại tựa hồ cái đòn gánh nằm ngang rồi gã vẽ hình con run chui qua đòn gánh con run chui qua đòn đánh là chữ tử cả ba chữ này thong dong thành tiểu huyền tử tên của vua khang hy vì tiểu bảo không biết viết chữ huyền nên vạch cái khuyên tròn để thay vào gã nghĩ tới ngày trước làm sư ở chùa thanh lương vua khang hy đã họa đồ để truyền trì gã hâm mộ họa pháp của nhà vua, kính cẩn bắt trước thanh ý, bữa nay sự thế nguy cấp liền vẽ đồ hình làm bản tông. Vì tiểu bảo viết xong danh tử, tiểu huyền tử, lại vẽ một thanh kiếm. Mũi kiếm đâm vào cái khuyên tròn, sự thực trên đồ hình đao chẳng ra đao, kiếm chẳng ra kiếm mà gã vẽ toát mồ hôi mới xong. Vì tiểu bảo vừa đặt bút xuống thì trương dũng tới nơi. Gã gấp tờ giấy hoa tiên lại chuồn vào phong bì, Niêm phong cần mật giao cho trương dũng khẽ nói, trương đề đốc, đây là tấu trương rất khẩn yếu, đề đốc đưa vào hoàng cung ngay để tâu trình hoàng thượng. Đề đốc chỉ cần nói là bản tâu cơ mật của ta thì lập tức thị vệ hay thái giám phải thông báo liền. Trương Dũng vâng lệnh đưa hai tay ra đón lấy bản tâu toan chuồn vào bọc thì đột nhiên ngoài thư phòng có tiếng thân binh quát hỏi, ai, binh một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ba người sấn vào chính là vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Trung. Quỳ nhị nương đã ngó thấy Trương Dũng cầm tấu trương trong tay liền đoạt lấy, lớn tiếng hỏi vi tiểu bảo, phải chăng ngươi báo cáo mật với hoàng đế thát đát, vi tiểu bảo kinh hãi đến thộn mặt ra, miệng lắp bắp, không, không phải, không phải, quỳ nhị nương xé bao thơ, rút tờ hoa tiên ra coi thấy đồ hình cổ quái, mụ rất đỗi ngạc nhiên bảo chồng, nhị ra thử coi xem, mụ vừa nói vừa đưa tờ giấy cho quy tân thủ, đoạn mụ quay lại hỏi vi tiểu bảo, vậy đây là chuyện gì? vì tiểu bảo đã vãn bối sai hắn xuống dặn nhà bếp làm, làm thứ bánh trôi nước để thiết khách, và là thứ bánh bột nhỏ chứ không phải bánh lớn. Trên mặt bánh đặt hoa vào, nhà bếp không hiểu, nên vãn bối phải họa hình cho chúng coi. Vợ chồng quy tân thụ lẩm bẩm gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn lại. Trên mặt giấy quả vẽ hình đao khắc hoa vào cái khuyên tròn, chứ chẳng phải báo cáo mật tâu lên hoàng đế. Vì tiểu bảo dục trương dũng đi lẹ lên, đi lẹ lên. Hồi 205, tiểu hoàng đế chặt đầu phò mã. Trương Dũng trở gót ra khỏi thư phòng. Vì tiểu bảo dặn theo, trương huynh đệ phái nhiều gia nhân chuẩn bị món ăn đầy đủ cho thật mau lẻ, chớ có chậm trễ. Chuyến này quần hùng phải ăn một bữa thịnh soạn để có sức phấn đấu với công cuộc liều mạng. Trương Dũng đứng ngoài cửa, giả, dạ, một tiếng rồi chạy đi. Quy nhị nương nói, chuyện ăn uống bất tất phải vội vã. Bây giờ vi huynh đệ hãy đưa bản địa đồ trong hoàng cung cho bọn ta coi đã. Vì tiểu bảo lấy một tờ giấy phi kim tiên trải lên bàn và cầm bút đưa cho quy nhị nương, gã nói, vãn bối vẽ lùi vẽ tới mà không thành, đang định mời các vị đến họa dùng. Quy nhị nương đón lấy cây bút ngồi xuống dục nào, huynh đệ kể ra đi, vì tiểu bảo nghĩ rằng vụ này bất tất phải lừa dối. Gã liền kể bắt đầu từ cửa ngọ môn đi lên phía bắc, qua cầu kim thủy kiều rồi rẽ về phía tây. Xuyên qua hoàng nghĩa các, đến ba đại điện Thái Hòa, Trung Hòa, bảo hòa tới cửa Long Tông. Phía trong cửa Long Tông là phòng ngự thiện, vì tiểu bảo xuất thân ở chỗ này, từ đây rẽ về phía đông, qua cửa Cản Thanh đến cung Cản Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh, ngự Hoa Viên, điện Khâm An. Từ phòng ngự thiện đi lên phía bắc là Nam Khổ, điện Dưỡng Tâm, cung Vĩnh Thọ, cung Dực Khôn, điện Thể Hòa, cung Trừ Tú, hiên lệ cảnh, Sấu phương trai, cung Trùng Hoa. Đây đi về phía nam là cung Hàm Phúc, cung trường xuân, điện thể nguyên, điện thái cực. Từ điện thái cực quanh ra phía tây là vũ hoa Thác, điện bảo hoa, cung thọ an, điện anh hoa. Tiếp tục đi về phía nam là tây tam sở, cung thọ khang, cung từ ninh, từ ninh hoa viên, rồi đến nội phủ, bảo ôn lâu, võ anh điện. Ra khỏi cửa võ anh qua cầu đi về phía đông rồi qua cửa hi hòa để trở về ngọ môn. Những viện lạc kể trên thuộc về tây bán bổ trong từ cấm thành quy tân thụ và quy nhị nương nghe vi tiểu bảo đọc hàng nửa ngày mới hết tây bán bộ trong hoàng cung giả tỷ nói miệng thì khó mà nhớ cho siết được bất giác hai lão hít một hơi khí lạnh quy nhị nương theo thứ tự ghi các cung điện cùng cửa ngõ trên tờ giấy vi tiểu bảo lại nói đến các điện đài cùng môn hộ về đông bán bộ trong hoàng thành chi nhớ của gã rất hay ngày thường gã lại đi du ngoạn khắp nơi trong hoàng cung nên đã thuộc lòng quy nhị nương ghi chép gần một giờ mới hết chín đường sở trong đại nội vì tiểu bảo nói mời ba vị hãy ở lại dùng bữa cho thêm sức lực để mà hành động gã chạy ra bên cửa lớn tiếng hô gia nhân đâu đem đồ điểm tâm lên mong gia nhân bộc dịch đứng ngoài cửa cất tiếng giả ran quy nhị nương gạt đi bất tất phải sắp bữa mụ dắt con cùng quy tân thụ sóng vai ra khỏi thư phòng hai vợ chồng lão quy đều nghĩ bụng biết đâu gã chẳng bỏ gì vào đồ ăn cho mình lỡ việc lần trước đã mắc bẫy chẳng lẽ còn vướng lần thứ hai? vì tiểu bảo tiễn chân ra cửa chắp tay nói và ăn bối trông chờ tin đắc thắng của các vị. quy tân thủ phóng trưởng đánh vào đầu con sư tử đá ngoài cổng lớn. lập tức những mảnh đá vụn tung bay tới tấp rồi rớt xuống rào rào. lão đắc ý nổi lên chàng cười khanh khách băng băng ra đi. vì tiểu bảo thộn mặt ra lẩm bẩm phát trưởng này mà đánh xuống đầu lão ra thì đi đời lão cảnh cáo mình ra điều nếu làm hư việc của lão sẽ bị phát trưởng đó. Gã cũng vung tay lên đập vào đầu sư tử đá. Bỗng gã, ối, lên một tiếng rồi nhảy lên tưng tưng vì bàn tay bị đau nhức. Nguyên trước đầu con sư tử đá NS 1 phần 2 N tín, vì bị quy tân thụ phóng trưởng đánh vào bể ra nhiều mảnh, nên biến thành lởm chởm sắc nhọn. Vì tiểu bảo giơ tay lên nhìn dưới ánh đèn lồng, may mà chưa đổ móng. Gã trở về hoa sảnh thấy bọn Trần Cận Nam đang ngồi uống rượu. Gã nói cho sư phụ hay đã kể tường tận nội tình trong từ cấm thành với vơ. Chồng quy tân thụ và tiễn chân ba người ra đi rồi Trần Cận Nam gật đầu thở dài nói. Dù vợ chồng quy tiền bối có hành thích được hoàng đế thát đát cũng khó lòng về thoát. Quần hùng ngồi lẳng lặng uống rượu, đều theo đuổi ý nghĩa riêng. Thỉnh thoảng mới có người nói một vài câu, nhưng chẳng ai đáp lại. Sau hơn nửa giờ, ngoài cửa có người chạy vào báo khải bẩm tước ra trường đề đốc có việc xin ra mắt vì tiểu bảo cho là hắn làm xong sứ mạng trở về phúc trình gã mừng thầm trong bụng đáp bây giờ đã nửa đêm người bảo y nếu là việc không khẩn cấp thì để sáng mai hãy đến hiện giờ ta đang ngủ không tiện đánh thức người kia dạ một tiếng quay gót trở ra trần cận nam khẽ nói không chừng có tin tức gì ở hoàng cung đưa tới người đi hỏi coi vì tiểu bảo vâng lời rào bước ra nhà đại sành. Gã thấy bọn triệu lương đống, vương tiến bảo, tôn tư khắc đứng trong sảnh đường, mặt đầy vẻ hoảng hốt, mà chẳng thấy trương dũng đâu. Gã không khỏi sừng sốt, khẽ hỏi, trương đề đốc đâu, vương tiến bảo đáp, khải bẩm đại nhân, trương đề đốc vừa gặp biến cố, ngất xỉu ngoài cửa phủ, hiện đã khiêng vào xương phòng bên kia. Vì tiểu bảo giật mình kinh hài hỏi, sao, sao y hãy ngất xỉu, gã chạy nhanh sang xương phòng, nhìn thấy trương dũng sắc mặt lợt lạt hai mắt nhắm nghiền trước ngực nhô lên hóp xuống không ngớt gã cất tiếng hô hoán trương đề đốc trương đề đốc đề đốc làm sao thế trương dũng từ từ mở mắt ra miệng ấp úng ti ti hắn đảo mắt nhìn một cái rồi lại ngất đi vì tiểu bảo vội thò tay vào trong bọc trương dũng sờ lấy tấu trương ra coi thì quả nhiên đúng là bức họa của gã khiến gã càng hoang mang lo lắng Tôn Tư Khắc nói, vừa rồi bọn quân đi tuần về báo ngoài cổng có một vị quan quân ngất xỉu bên đường cách phủ chừng vài trăm bước. Sau nhận ra là trương đề đốc mới khiêng về đây, sau gáy đề đốc bị đổ máu đã đông lại, xem chừng y mất xỉu khá lâu rồi. Vì tiểu bảo bụng bảo dạ y bị ngất đã lâu mà tấu trương chưa đem đi thì nhất định vừa ra khỏi cổng liền bị người hạ độc thù. Chúng sợ ta sai người đi mật cáo hoàng đế, nên ám toán trương đề đốc. Lúc này trương dũng lại hồi tỉnh. Vương Tiến Bảo vội cầm hồ dốc cho Trương Dũng uống mấy hớp rượu nóng. Tôn Tư Khắc và Triệu Lương Đống cũng dùng rượu nóng xoa vào lòng hai bàn tay Trương Dũng. Trương Dũng phấn khởi tinh thần đôi chút lại ngập ngừng nói, ti trước, thật đáng chết, ti trước mới ra khỏi cổng phủ, chừng vài trăm bước thì đột nhiên trước ngực, trước ngực đau nhói lên, ti trước, gắng gượng đi thêm mấy bước thì trước mắt tối sầm lại. Rồi ngất đi, sứ mạng, của đại nhân giao cho làm không xong bây giờ ti chức lại xin đi tức khắc hắn nói rồi gắng gượng chống đỡ muốn ngồi dậy vì tiểu bảo vội cản lại nói trương đại ca hãy nằm yên điều dưỡng vụ này để ta nhờ ba vị kia đi dùm cũng được gã cầm tấu trương trao cho vương tiến bảo để y cùng triệu lương đống tôn tư khắc đem theo vệ sĩ tiến vào hoàng cung nhưng gã nghĩ bụng bây giờ thì chậm mất rồi ba người nhà họ quy đi trước gần một giờ e rằng tính mạng tiểu huyền tử khó lòng giữ được chúng ta đành làm cho hết sức rồi đến đâu thì đến bọn vương tiến bảo ba người vâng lệnh ra đi trương dũng lại ngập ngừng nói lão già ở trong thư phòng của đại nhân bảnh lãnh cực kỳ lợi hại ti chức vừa ra khỏi cửa phòng lão khẽ đẩy một cái vào vai ti chức y nói tới đây nổi cơn ho khằng khặc phải chờ hết cơn ho mới nói tiếp khi đó ti chức chẳng thấy gì ngờ đâu đã bị nội thương ti chức vừa ra khỏi cổng phủ thương thế phát tác làm hư việc lớn của đại nhân. Bây giờ vi tiểu bảo mới tỉnh ngộ, gã lẩm bẩm té ra quy tân thụ tuy trông thấy bản tấu chương của ta chẳng có gì là cáo mật, mà lão vẫn sinh lòng ngờ vực, ngấm ngầm hạ độc thù khiến Trương Dũng không làm xong việc. Gã thấy Trương Dũng ra chiều hồ thẹn vội tìm lời an ủi Trương đại ca, đại ca cứ yên tâm tĩnh dưỡng, vụ này chẳng thể trách đại ca được, còn mẹ nó, lão con rùa kia đã ám toán đại ca, chúng ta không chịu bỏ qua gã lại vỗ về thêm mấy câu nữa, rồi sai gia nhân nấu xâm thang cùng mời y sinh đến điều trị. Vì tiểu bảo trở vào nhà hoa sảnh nói, không phải trong cung có tin ra mà là trương đề đốc bị quy nhị gia đánh thành trọng thương, e rằng khó bề sống được. Quần hùng nghe nói cả kinh vội hỏi tại sao quy tiền bối lại đả thương trương đề đốc. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, trương đề đốc đang đi tuần ở ngoài phủ gặp ba người liền tiến lại tra hỏi. Quy nhị gia phóng trưởng đánh y thành bị nội thương quần hùng gật đầu ngồi xuống ai cũng nghĩ bụng một tên võ quan tầm thường thì chịu sao nổi trường lực của thần quyền vô địch vì tiểu bảo rất lấy làm hối hận tự trách nếu ta biết sớm trương dũng bị lão hạ độc thù khiến y không thể đưa tấu trương đến tay tiểu huyền từ thì ta quyết không nói rõ tình hình trong nội cung một cách tường tận như vậy mà đảo lộn phương hướng rối loạn cả lên và biến đổi vị trí các cung điện tỷ như nói văn hoa điện làm trùng hoa cung nếu như thế thì bọn lão ba người vào hoàng cung rồi có xoay sở đến nhức đầu váng óc cũng khó lòng tìm ra được. Quần hùng ngồi trong hoa sảnh đều vẻ mặt buồn teo, chỉ uống rượu để giết thì giờ. Ai cũng nghĩ bụng, chuyến này vợ chồng lão quy thành công cũng thế mà thất bại cũng vậy, nhất định sẽ gây nên một trường náo loạn đến trời long đất lờ. Chỉ sợ trời chưa sáng quan quân đã lùng bắt dư đảng thích khách hết mọi khu vực trong nội thành. Nếu thế thì phủ bá tước đây là nơi yên ổn hơn hết, quyết họ không dám xông vào cha xét. Quần hùng lắng tai nghe thấy tiếng mõ lốc cốc và tiếng cổng bong bong điểm canh tư. Liễu đại hồng, huyền trinh đạo nhân và một số đã ngồi gục xuống bàn mà ngủ. Sau một lúc nữa, trong ngõ hẻm ở phía xa xa đột nhiên chó sủa rất dữ. Mọi người tay nắm chuôi đao đứng phát dậy nghe ngóng, nhưng chó sửa hồi lâu rồi trở lại yên tĩnh, chỉ còn vẳng nghe lác đác có tiếng gà gáy. Kế đó bốn mặt gà đua nhau gáy vang lên ngoài cửa sổ đã lờ mờ thấy ánh sáng. Vì tiểu bảo nói, trời sáng rồi, đệ tử vào cung để nghe tin tức. Trần Cận Nam dặn gã, nếu gia đình quy tiền bối ba người bất hạnh mà thất bại thì ngươi dáng tìm cách giải cứu. Ngô đại ca ngộ nạn chỉ vì sự hiểu lầm, không nên oán hờn các vị đó. Chúng ta cần coi đại nghĩa là trọng, tình cảm cá nhân là chuyện nhỏ. Các vị đã to, lòng hối hận, vậy chúng ta đừng để tâm về vụ này nữa vì tiểu bảo đã sư phụ đã có lời dặn bảo, dĩ nhiên đệ tử phải tuân theo. Nhưng, nhưng nếu quy nhị gia đã hạ sát tiểu hoàng đế rồi thì đệ tử có hy sinh cái mạng nhỏ bé này cũng chẳng thể cứu thoát các vị được. Vì tiểu bảo nghĩ tới tiểu hoàng đế bị bọn quy gia ba người đâm chết, trong lòng không khỏi đau đớn cơ hồ xa lệ. Trần Cận Nam thấy gã nói có lý cũng lầm nhầm gật đầu. Mục kiếm thanh lên tiếng, bữa nay nhất định trong thành Bắc Kinh sẽ xảy ra một phen đại loạn tiểu đệ còn rất nhiều bằng hữu ở bên ngoài cần phải ra bố trí và bảo họ phân tán đi các nơi ẩn lánh để chờ trận phong ba qua rồi sẽ tính trần cận nam đáp đúng thế anh em tệ hội ở tàn mát các nơi trong nội thành cũng không phải ít vậy chúng ta chia đường đi thông chi cho họ cùng các bạn hữu giang hồ biết chuyện ai nấy nên thận trọng kẻo bị vạ lây đến tối hôm nay và khoảng đầu giờ dậu chúng ta lại trở về đây tụ hội để thương nghị chương trình hành động quần hùng đều vâng lời trước hết trần cận nam phái bốn huynh đệ trong thiên địa hội ra ngoài quan sát tình hình các khu phụ cận xem có động tĩnh gì không lát sau bốn người về báo cáo các nơi vẫn bình tĩnh không có chuyện gì khác lạ thế rồi quần hùng lục tục rời khỏi phủ bá tước vì tiểu bảo sắp ra đi thì gặp tôn tư khắc về báo cáo bẩm đại nhân tấu trương đã trao cho thị vệ ở cửa cung Tên thị vệ nghe nói là bản mật tấu của phó tổng quản vi đại nhân liền đón lấy rồi lập tức chạy vào cung đệ trình. Bọn ti chức ba người chờ ở ngoài cửa cung cho tới canh năm, vẫn chưa thấy tên thị vệ kia trở ra. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. hiện giờ hai vị vương tiến bảo và triệu lương đống vẫn còn ở lại cửa cung chờ đợi. Vì sợ đại nhân nóng ruột, nên ti chức về trước bẩm báo. Vì tiểu bảo đã được rồi, người xuống chiếu cố cho trương đề đốc. Vì tiểu bảo lòng lo ngay ngáy, sai bọn thân binh thủ hạ áp giải giả Thái hậu Mao Đông Châu và để mụ ngồi trong cỗ kiệu nhỏ theo gã vào cung yết giá. Tới cuộc cung, bốn mặt vẫn yên lặng như tờ, mười mấy tên thị vệ gác cửa tiến lại vấn an, đồng thanh hô, tổng quản đại nhân phải một phen cực nhọc. Chuyến này đại nhân đi Dương Châu chắc là vui vẻ lắm. Vì tiểu bảo thấy bọn chúng đòn đả vui tươi, cũng yên tâm được một phần gã nghĩ bụng nếu trong cung đã xảy ra cuộc đại loạn thì nhất định bọn chúng chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi đến chuyện ta đi dương châu gã liền mỉm cười gật đầu hỏi lại gần đây anh em không có chuyện gì chứ một thị vệ đáp nhờ hồng phúc của tổng quản đại nhân trên dưới đều bình yên có điều lão tiểu tử ngô tam quế gây cuộc tạo phản làm cho đức hoàng thượng rất bận rộn thường khi nửa đêm gà gáy cũng chịu các vị đại thần vào cung bàn việc vì tiểu bảo càng yên tâm hơn một tên thị vệ khác cười nói, tổng quản đại nhân về kinh giúp đỡ hoàng đế lo toan đại sự thì ngài mới được thanh nhàn một chút. Vì tiểu bảo cười đáp, các người bất tất phải tâng bốc tả những lễ vật ta đem từ Dương Châu về đây sẽ chia phần cho các hảo huynh đệ, không sót ai đâu. Bọn thị vệ mừng rỡ vô cùng đều dân lời thỉnh an để cảm tạ. Vì tiểu bảo trò vào cái kiệu nhỏ nói, đây là tên khâm phạm mà Thái Hậu cùng Hoàng đế đều cho lệnh chóc nã. Các người thử coi lại xem đoạn gã mở rèm kiểu cho bọn thị vệ thò tay vào chiếu lệ khám xét. Chúng khám xét không thấy gì liền cười đáp công trạng này của Tổng quản Đại Nhân không phải tâm thường. Bọn nô tài lại sắp được uống rượu mừng Đại Nhân thăng quan. Vì tiểu bảo vào công hỏi đoàn túc vệ ở cung càn thanh liền biết Hoàng Thượng hiện đang cùng các vị đại thần bàn việc tại điện dưỡng tâm. Chúng còn cho hay suốt đêm qua Hoàng đế cùng quần thần thương nghị đại sự cho tới bây giờ vẫn chưa bãi chiều vì tiểu bảo nghe nói cả mừng nghĩ bụng té ra hoàng thượng bận việc phải thức trắng đêm lúc ngài triệu quần thần tới bệ kiến dĩ nhiên cuộc phòng bị bốn mặt cực kỳ nghiêm mật vậy ba con rùa nhà họ quy có lần mò vào cung nhưng vấp phải cuộc canh phòng nghiêm mật xung quanh dưỡng tâm điện lại có cả hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng trưng thì bọn chúng còn đến gần hoàng thượng thế nào được giả tỷ tiểu huyền tử nằm ngủ trong phòng đèn lửa tắt hết thì e rằng đã gặp nguy hiểm và mọi sự hoàn toàn nát bét. Thế mới biết y làm hoàng đế, quả nhiên hồng phúc tây trời. May mà lão tiểu tử ngô tam quế mở cờ đắc thắng, khiến hoàng đế lo âu trong giả mới phải bàn việc suốt đêm. Gã tới ngoài điện dưỡng tâm, đứng yên lặng chờ đợi. Tuy gã được nhà vua thương yêu, nhưng hiện giờ hoàng đế đang cùng vương, công, đại thần thương nghị quốc quân đại sự, gã không dám thiện tiện tiến vào vì tiểu bảo đợi chừng hơn nửa giờ thì bọn túc vệ nội ban mở cửa điện. Bọn khanh thân vương kiệt thư, minh châu, sách ngạch đổ lũ lượt kéo ra. Các vị đại thần vừa thấy vì tiểu bảo đều mỉm cười chắp tay chào, nhưng không ai dám lớn tiếng. Tên thái giám chạy vào thông báo, nhà vua lập tức truyền lệnh cho vi tiểu bảo vào bái kiến. Vi tiểu bảo lên điện dập đầu hành lễ rồi đứng dậy. Gã thấy vua Khang Hy ngồi trên ngự tỏa, lộ vẻ tinh thần hăng hái trong lòng mừng rỡ tâu tâu hoàng thượng nô tài coi hoàng thượng có vẻ rất cao hứng trong lòng gã lo âu suốt đêm bây giờ được thấy nhà vua bình yên gã mừng quá đâm ra xúc động không cầm được giọt lệ chan hòa vua khang hy cười hỏi mọi sự đang vui vẻ làm sao mà ngươi khóc vì tiểu bảo đáp nô tài mừng quá không cầm được nước mắt nhà vua thấy gã để lộ chân tình lòng tâm rất hoan hỉ ngài cười nói hay lắm hay lắm lão tiểu tử ngô tam quế quả nhiên tạo phản rồi. Hắn thắng được mấy trận đầu đã cho là ta khiếp sợ, không dám giết con hắn. Con me, nó, hôm qua lão gia đã chặt đầu ngô ứng hùng, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, ủa, lên một tiếng rồi hỏi, hoàng thượng hạ sát ngô ứng hùng rồi ư, nhà vua đáp chứ sao, bọn đại thần đều khuyên ta đừng lết ngô ứng hùng, thượng thơ là mạc lạc làm kinh lược giữa mặt Tây An. Ngô Tam Quế dù có lấy được Vân Nam, Cúi Châu và Tứ Xuyên nhưng khi hắn đánh tới Hồ Nam, chúng ta không sợ hắn nữa. Vì tiểu bảo khẳng khái tông, tâu, tâu hoàng thượng, nô tài cũng mong được hoàng thượng sai phái dẫn quân đi đánh lão tiểu tử ngô tam quế. Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng quyết đoán rất là anh minh, nô tài đã coi vừa tuồng quần anh hội, chu du và lỗ túc thưa với tôn quyền, bọn hạ thần có thể đầu hàng tào tháo, nhưng chúa công không thể đầu hàng được. Tình trạng chúng ta ngày nay cũng vậy, bọn vương công đại thần có thể cầu hòa với ngô tam quế nhưng hoàng thượng nhất quyết không thể giảng hòa vua khang hy cả mừng vỗ tay xuống bàn đứng dậy nói tiểu quế tử người mà về sớm một ngày thì đối lời với bọn đại thần được bọn chúng tất không dám khuyên ta cầu hòa nữa hư bọn chúng có đầu hàng ngô tam quế vẫn còn làm thượng thư tướng quân chứ chẳng thua thiệt gì ngài nghĩ tới vi tiểu bảo tuy là kẻ bất học vô thuật nhưng không giống bọn đại thần chỉ nghĩ đến lợi riêng cho mình. Nhà vua lại dắt vi tiểu bảo đến trước một cái bản lớn. Trên bàn trải S 1 phần 2 N tấm địa đồ, nhà vua trò vào địa đồ nói ta đã phái người thống lãnh tinh binh một đường từ Kinh Châu tới Thường Đức đóng giữ, một đường từ Võ Sương đến Nhạc Châu Canh Gác. Ta còn phái thuận thừa quận vương là Lạc Nhĩ Cẩm làm ninh nam tĩnh khấu đại tướng quân thống lãnh trung tướng đi tiểu chư phản tặc mới đâu ta lại phái hình bộ thượng thơ là mạc lạc làm kinh lược giữ mặt tây an ngô tam quế dù có lấy được vân nam cúi châu và tứ xuyên nhưng khi hắn đánh tới hồ nam chúng ta không sợ hắn nữa vì tiểu bảo khẳng khái tâu tâu hoàng thượng nô tài cũng mong được hoàng thượng sai phái dẫn quân đi đánh lão tiểu tử ngô tam quế